chương 3080, cháu trai một Người bất quá mới vừa vào tiên vương, dựa vào cái gì cho là mình xứng làm con rể của bản tôn. An Đạp Vân nói, mặc dù cực kỳ chán ghét tiểu tử thông đồng với ái nữ này, nhưng lại không thể không thừa nhận tiểu tử này có chút dũng khí. Cũng chính là như thế, hắn mới nguyện ý nói nhiều hai câu. Lăng Phi phàm lộ ra biểu tình ngượng ngùng, con người của ta kỳ thật cũng không có ưu điểm gì, chỉ là dáng dấp đẹp trai một chút, làm người cũng thành thật, tiềm lực lại rất lớn, ngày sau thành tiểu thiên tôn không đáng kể. Khóe miệng của An Đạp Vân có chút co quắp, người đây là thật không có ý tứ, xác định không phải khoe khoang sao. Hắn chán ghét loại người có hoa không quả này, giết, giết, hắn phất phất tay nói, cha, cha, thanh âm của một nữ tử từ trong phủ truyền ra, sau đó liền gặp một nữ tử thanh tú tuyệt lệ chạy vội ra, đằng sau là An Bình Thiên đang đuổi theo. Nàng một phát bắt được cánh tay của An Đạp Vân, cha, người không thể giết hắn. Nữ tử này là nữ nhi duy nhất của An Đạp Vân, cũng là hài tử nhỏ nhất, gọi An Tú Nhi, bất quá mấy trăm vạn tuổi, rất được An Đạp Vân sủng ái. An Đạp Vân không khỏi trừng đại nhi tử một chút, bảo ngươi nhìn xem muội muội, đừng để nàng ra, ngươi lại coi như gió thổi bên tai, nếu không tiên vương tầng 9 xuất thủ, làm sao có thể đuổi không bằng một tiên vương vừa mới đột phá. Vì cái gì không thể giết, hắn vảnh dâu lên nói, bởi vì, bởi vì nữ nhi đã mang thai con của hắn. An Tú Nhi cắn răng nói a à, lăng phi phàm lập tức há to miệng thầm nghĩ ta chỉ sờ qua tay của ngươi như vậy cũng có thể mang thai nhà đầu này vì cứu mình cũng liều mạng a à. an đạp phân lại giận điên lên tóc đen không gió mà bay mặt mũi hắn tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm về phía lăng phi phàm tốt cho tên tiểu tử ngươi to gan lớn mật ngay cả ái nữ của bản tôn cũng dám đụng hiện tại hắn chỉ muốn giết người một tay nhô ra chộp về phía lăng phi phàm cha nếu ngươi dám động đến hắn nữ nhi liền tự sát An Tú Nhi vội vàng nói, ngữ khí quyết tuyệt. An Đạp Vân ngạnh xanh thu tay lại, nhưng nhất niệm đảo qua, An Tú Nhi lập tức ngã hoạt dưới đất, hắn quá cường đại, muốn trấn áp một tiên vương nho nhỏ căn bản không cần động thủ. Bình Thiên, mang muội muội của ngươi trở về. Hắn phân phó nói, cha, An Bình Thiên tiến lên trước một bước, muốn khuyên ngăn. Ừm, um, An Đạp Vân trừng mắt, An Bình Thiên không dám nói tiếp nữa, tại An gia chỉ có tiểu muội không sợ phụ thân, bảy huynh đệ khác từng cái đều vô cùng sợ lão gia tử. An Đạp Vân lần nữa nhìn về phía Lăng Phi Phàm tiểu tử này phải chết. Lăng Phi Phàm thở dài, xem ra, hôm nay ta liền phải táng thân ở nơi này. Nhạc phụ, người liền không suy tính nhiều một chút, con rể như ta thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Sắp chết đến nơi, còn muốn miệng lưỡi trơn chu, An Đạp Vân càng thêm không thích, hắn thưởng thức hài tử thành thuộc ổn trọng, tỷ như con thứ ba của Dương Gia, tu luyện bất quá ba tỷ năm liền thành tiểu tiên vương tầng 9, tương lai có cơ hội trở thành thiên tôn đây mới là lương phối của ái nữ. a, à, đột nhiên hắn khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trời. hưu, một bóng người rơi xuống, lại là một người đầu đầy tóc loạn, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy quần áo trên người rách tung tóe, giống như tên ăn mày. đây đương nhiên là lăng hàn, hắn đi theo cảm ứng, liền một đường tìm đến nơi này, mà người trẻ tuổi bị chế trụ kia là căn nguyên để hắn rung động. là ai? tại sao để tâm hắn chập trùng? trong kỷ nguyên này hắn một mực tu luyện, không có sửa qua dung nhan mà mặc dù quần áo trên người là bảo vật lại ở dưới hoàn cảnh tàn khốc dần dần mục nát các hạ là người nào an bình hải lập tức đứng ra hỏi lang hàn không có để ý hắn nhìn chằm chằm lăng phi phạm vì cái gì người này sẽ để cho hắn phát lên cảm ứng rất rõ ràng người này thân hãm hiểm cảnh lúc nào cũng có thể bị giết nhưng cái này lại cùng hắn có liên can gì a à, vì cái gì bộ dáng người này có chút giống hắn người tên là gì Lăng hàn mở miệng hỏi chữ thứ nhất hắn nói cực kỳ khô khốc đây cơ hồ là một kỷ nguyên qua lần đầu tiên mở miệng nhưng nói xong lời cuối cùng hắn cũng khôi phục lại mang theo một đại khí thế không cách nào hình dung tiểu tử lăng phi phàm bái kiến tiền bối lăng phi phàm vội vàng nói khả năng này là cây cỏ cứu mạng của hắn đương nhiên phải nắm chặt lăng phi phàm lăng hàn lẩm bẩm họ lăng chẳng lẽ là huyết mạch của hắn sao nhưng hắn chỉ có lăng kiến tuyết là con trai chẳng lẽ đây là cháu chắt trai của hắn các ngươi an bình hải nổi giận dù sao hắn cũng là tiên vương tầng 9, phân lượng nói chuyện nhẹ như thế sao? Hơn nữa, trước mặt các ngươi còn đứng một nhị bộ thiên tôn, ngươi không nhìn thực sự được sao? Lăng kiến tuyết là gì của ngươi? Lăng hàn lại hỏi, lần này lăng phi phàm ngược lại là thật sự giật mình, lúc đầu hắn chỉ tùy tiện bắt cái phao cứu mạng, không nghĩ tới người này thật đúng là có chút nguồn gốc với lăng ra sao? Hắn ngơ ngác một chút mới nói, kia là gia phụ, sau đó hắn lại hỏi, tiền bối, ngươi là ai, đây là cháu của mình, Lăng Hàn kinh ngạc, tiểu tử Lăng Kiến Tuyết này ngay cả cháu trai cũng chỉnh ra cho hắn rồi. Nhưng suy nghĩ một chút, đã qua một kỷ nguyên, đừng nói cháu trai, cháu 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 trai cũng có. Các ngươi, An Bình Hải cắn răng, thật quá mức, Bình Hải, An Đạp Vân lại trầm ngâm, mặc dù nam nhân trước mặt quần áo rách dưới, lôi thôi lách thách, càng không có khí thế lưu chuyển chút nào, lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cao thủ từ đâu xuất hiện, nhưng An Bình Hải không có nhãn lực cao minh như phụ thân, hắn thấy, thiên tôn của toàn bộ vị diện hắn đều gặp, mà trong thiên vương tầng 9 cũng không có nhân vật như Lăng Hàn, vậy hắn có cái gì phải kiêng kỵ? Bắt lại cho ta, hắn xuất thủ, bắt về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt Lăng Hàn lộ ra một vòng hung quang, lúc trước chuẩn thiên tôn chết ở trong tay hắn còn dùng mấy trăm ngàn tính, một tầng 9 nho nhỏ cũng dám xuất thủ với hắn. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến, đây cũng không phải ngoại vực chiến trường, người này cũng không phải tử địch. Đăng, 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 An Bình Hải bị ánh mắt của hắn đảo qua, lại không tự chủ được rút lui, chỉ cảm thấy giống như bị một hồng hoang cự thú để mắt tới, làm hắn ngay cả mật cũng muốn nứt ra. chương 3081, cháu trai hai An Đạp Vân không rảnh an ủi nhi tử, ánh mắt nhìn trầm trầm lăng hàn, trầm giọng nói. Các hạ là thần thánh phương nào, nhị bộ thiên tôn mở miệng, cái này tự nhiên khác biệt, phong vân đột quyển, thiên địa gào thét. Lúc này Lăng Hàn mới quan sát An Đạp Vân một chút, gật gật đầu. Ta tên Lăng Hàn, Phốc, Lăng Phi phàm phun ra, gia hỏa này lại là gia gia của hắn. Dựa vào, tại sao có thể có sự tình trùng hợp như vậy? Gia gia hắn không phải là đi vị diện siêu cấp sao, làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này? Gia gia, hắn thốt ra, Lăng Hàn, An Đạp Vân thì thào, hắn không có nghe qua cái tên này. Bất quá, Lăng Phi phàm gọi Lăng Hàn là gia gia, như vậy người này hẳn là cường giả của Hứa Đô vị diện, là địch nhân. Chuyện gì xảy ra? nhưng Lăng Hàn lại nhìn về phía Lăng Phi Phàm. Lăng Phi Phàm trong lúc nhất thời cũng không thể xác định thân phận của Lăng Hàn, nhưng sự tình của hắn cùng An Tú Nhi lại không phải bí mật gì, liền một năm một mười nói ra. Lăng Hàn gật đầu, nhìn về phía An Đạp Vân, hai người trẻ tuổi này đã lưỡng tình tương duyệt, cần gì phải ngăn cản. Nói nhảm, người đương nhiên cao hứng, bị lừa đi cũng không phải khuê nữ nhà ngươi A. An Đạp Vân ở trong lòng lẩm bẩm một câu, lại tưởng tượng, thật muốn kết thành thân gia, vậy hắn không phải muốn ở trước mặt lăng hàn thấp một đời sao dựa vào như vậy sao được hắn là bá chủ của vị diện nhiều lắm chỉ có người có thể cùng hắn bình khởi bình tọa sao có thể cao hơn hắn hắn xứng sao an đạp vân chỉ vào lăng phi phàm lăng hàn cười nhạt một tiếng cháu của ta có cái gì không xứng câu nói này mặc dù hắn nói cực kỳ bình thản lại tràn đầy bá khí an đạp vân bị khí thế của hắn chấn nhiếp nhưng hắn lập tức nghe răng quả nhiên là một mạch tương thừa cháu trai miệng lưới trơn chu như thế, làm ra ra cũng không biết tự tin từ đâu tới. Hứa đâu vị diện sắp hủy diệt, người còn vinh váo cái gì? Vậy bản tôn cũng phải lĩnh giáo một chút, các hạ đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Hắn xâm nhiên nói, lang hàn chắp hai tay sau lưng, có chút trần chờ Hắn nhiều năm như vậy nếu toàn bộ dùng ở tăng tu vi lên, kia không nói trở thành thất bộ thiên tôn, nhưng tứ bộ khẳng định không khó. Như vậy, chỉ là nhị bộ thiên tôn, một tay liền có thể chụp chết. Nhưng trên thực tế, hắn đem thời gian cùng tinh lực tiêu vào ngưng tụ hạch tâm, cảnh giới không có tăng lên chút nào, nhưng chiến lực lại khẳng định tăng vọt, về phần đến tột cùng đạt tới trình độ gì, ngay cả Lăng Hàn cũng không biết. Hắn đã thật lâu, thật lâu không có chiến đấu, đừng một tay dùng lực quá lớn, đánh chết ông thông gia thì làm sao bây giờ? Sợ hãi, An Đạp Vân hỏi, hắn thật sự là bị đôi ông cháu Lăng gia này chọc giận, mới có thể mở miệng châm chọc. Lăng Hàn ăn ngay nói thật, đang suy nghĩ dùng bao nhiêu lực lượng mới phù hợp, vạn nhất đánh chết ngươi cũng không quá tốt. Dựa vào, Lăng Phi phàm lập tức thầm gật đầu, cái này nhất định là gia gia của hắn, tuyệt đối không sai, cái khẩu khí nói chuyện này cùng hắn hoàn toàn là một mô hình khác ra. Chỉ là Lăng Hàn đến cùng có được hay không, đừng thổi phá ra châu A. Da mặt của An Đạp Vân có chút run rẩy, đây cũng quá cuồng, cuồng không còn giới hạn, hắn là nhị bộ thiên tôn, mà Lăng Hàn tối đa chỉ là nhị bộ thiên tôn của hứa đô vị diệt cùng hắn bất quá bình khởi bình tọa, có tư cách gì nói lời này. Khó trách sẽ có cháu trai như Lăng Phi Phàm, tuyệt đối là thân huyết mạch. Ngươi không cảm thấy quá ngông cuồng sao? An Đạp Vân cắn răng nói, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, có thực lực, liền không gọi cuồng, mà là ăn ngay nói thật. Tốt, vậy bản tôn liền nhìn xem, ngươi có thực lực gì? An Đạp Vân tùy ý vỗ tay, ấn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, ngưng tụ năm thành lực, cũng đấm ra một quyền. Bành, hai người đồng thời run lên, sau đó chỉ thấy một đạo dạn nước từ dưới chân bọn hắn lan tràn, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ trang viên, oanh, tòa phủ đệ không biết tồn tại bao lâu này lập tức sụp đổ. Bang, thiên địa lập tức cảm ứng, vô số lôi điện bổ về phía An Đạp Vân, lại không có nhằm vào lăng hàn. Bởi vì hắn chỉ là chuẩn thiên tôn, hoàn toàn ở trong cực hạn mà vô tinh vị diện có thể tiếp nhận. An Đạp Vân tự nhiên không sợ xét đánh, nhưng hắn lại vô cùng chấn động, lực lượng của Lăng Hàn cũng không kém hắn bao nhiêu, như vậy đối phương khẳng định cũng là nhị bộ thiên tôn, vậy tại sao nhị bộ thiên tôn xuất thủ lại không bị thiên địa nhằm vào? Cái này trái với lẽ thường, bởi vậy, An Đạp Vân cũng không tiếp tục xuất thủ, mà thầm nghĩ lấy đáp án của vấn đề này. Không có ý tứ, không có ý tứ, thân gia của chất tử, làm sập nhà của ngươi rồi. Lăng Hàn vội vàng nói, cực kỳ có thành ý, nhưng câu nói này ra miệng, lại để An Đạp Vân như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức tóc đen tung bay, hắn thực sự nổi giận. Đây chính là nhà của hắn, cư ngụ không biết bao nhiêu năm, chính là biểu tượng của An Gia, đồng thời cũng là một trong các tiêu chí của vị diện, lại bởi vì mình cùng Lăng Hàn xuất thủ mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đương nhiên sẽ không trách mình, sẽ chỉ tính lên đầu Lăng Hàn. Lăng Phi phàm nghe răng, gia gia này quả nhiên giống như nghe nói, trời sinh tự mang quang hoàn phiền phức, nhìn xem, hoàn toàn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đúng hay không. Còn thân gia của chất tử, An Đạp Vân nghe không giận điên lên mới lạ. Nhưng đồng thời hai mắt hắn cũng tỏa ánh sáng, vừa mới qua một kỷ nguyên mà thôi, Lăng Hàn liền trở thành nhị bộ thiên tôn, như bức. Phải biết, đối với phần lớn thiên tài mà nói, một kỷ nguyên cũng rất khó để bọn hắn ở tiên vương cảnh tiến lên một bước, huống chi là trở thành nhị bộ thiên tôn, mạnh nhất vị diện. An huynh, làm sao hỏa khí lớn như vậy? Một thanh âm ung dung nhẹ nhàng phiêu tới, tựa hồ ở xa ngoài vạn dặm, lại tựa hồ gần trong gang tắc, hoàn toàn không cách nào nắm bắt. An Đạp phân có chút dừng lại, Dương Huynh, xoát, một bóng người xuất hiện, đây là một người trẻ tuổi mặt như quan ngọc, nhưng hai đầu thái dương lại xương bạch, trong hai mắt cũng lộ ra tuế nguyệt tang thương, toàn thân khí tức không hiện. Hắn đưa tay hất lên, liền trống giống thêm một người, đồng dạng là người trẻ tuổi anh Tuấn phi phàm, trên người có chín đạo dị sắc quấn quanh, rõ ràng là một tiên vương tầng 9. Trường 3082, có dám hay không chiến? Người trẻ tuổi kia vừa hiện, lập tức cung kính hành lễ với An Đạp Vân dương huyền long bái kiến an đại nhân an đạp phân lộ ra nụ cười ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi này tràn đầy từ ái bởi vì đây mới là rể hiền trong lòng hắn dương huyền long con thứ bảy của nhị bộ thiên tôn dương trí hà cũng là út tử nhưng người nói dương ra thất tử từng cái như rồng thất tử mạnh nhất dương huyền long không phải cái thứ nhất trong thất tử thành tựu tầng 9, nhưng tuyệt đối là chiến lược mạnh nhất dạng tuấn kiệt này có khả năng trở thành thiên tôn miễn lễ hắn giơ tay lên một cái sau đó nhìn về phía người kia, Dương huynh, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây? Người này chính là Dương Chí Hà. Dương Chí Hà nhìn Lăng Hàn cùng Lăng Phi phàm, sau đó mới lo lắng nói: "Hứa đâu vị diện sắp công phá, ta muốn cùng An huynh kết thành một đồng minh, đến lúc đó cùng tiến cùng lui." An Đạp phân lập tức nghiêm nghị, một vị diện phá diệt, bị thôn phệ, đối với thiên tôn bọn hắn mà nói cũng là tràn đầy kỳ ngộ, bởi vì hạch tâm vị diện sẽ bạo lộ ra, dù không cướp đoạt đến, nhưng vẫn sẽ tràn ra năng lượng cường đại để bọn hắn có khả năng lĩnh hội đến loại lực lượng bản nguyên thứ ba. Có thể bước vào tam bộ hay không, cái này cực kỳ mấu chốt. Nhưng vô tình vị diện tổng cộng có bảy vị nhị bộ thiên tôn, cháu ít tăng nhiều, khó tránh khỏi tranh đoạt, vậy nếu như có thể cùng nhị bộ thiên tôn khác kết minh, tự nhiên càng có phần thắng rồi. An Đạp phân gật đầu, đề nghị này không tệ, câu trả lời này tự nhiên ở trong dự liệu của Dương Trí Hà, hắn cười tiếp tục nói. Trước đó tiểu thất một mực tu luyện, còn không có cưới vợ, hôm nay cố ý dẫn hắn tới, là muốn cầu hôn An Huynh, hy vọng An Huynh có thể gả hòn ngọc quý trên tay cho tiểu tử nhà ta. Dương Huyền Long lần nữa đứng dậy, hành lễ với An Đạp Phân. Huyền Long đối với Tú Nhi cô nương ngưỡng mộ đã lâu, xin An Đại Nhân thành toàn. Đồng minh trên miệng tự nhiên không đáng tin, nhi nữ thân gia liền muốn bảo hiểm nhiều. Một cái là Dương gia có tiền đồ nhất ấu tử, một cái khác thì là An gia tiểu công chúa, dạng này kết hợp tự nhiên sẽ để đồng minh trở nên kiên không thể phá. An Đạp Phân lập tức lộ ra ý động chi sắc, hắn vốn là rất vừa ý Dương Huyền Long, lại thêm đồng minh sự tình, để hắn cơ hồ không thêm cân nhắc liền muốn đáp ứng. Lăng Phi phàm khẩn trương, vội vàng nhìn về phía Lăng Hàn, kêu lên. Ra ra, lão nhân ra ngài nếu không nói hai câu, cháu dâu liền bay mất ra. Lăng Hàn thở dài, vì cái gì ngay cả cưới cháu dâu cũng tránh không được đánh một trận chứ, chẳng lẽ hắn thật sự là tai tinh sao? Cái kia thân gia đại chất tử, hắn mở miệng nói, Phốc, Lăng Phi phàm rất muốn thổ huyết, mà Dương Huyền Long cùng Dương Chí Hà thì kỳ quái, tên ăn mày này là ai, thế mà mở miệng xưng An Đạp Vân là đại chất tử. Ai dám, đây chính là một vị nhị bộ thiên tôn A, An Đạp Vân đen mặt, trong hai mắt phun ra lửa, có một loại xúc động giết người. Lăng Hàn khoát khoát tay, cười nói, được rồi, được rồi, trước không nói cái này, khổ khổ, hôm nay ta cũng mang theo cháu trai đến cầu thân, hy vọng An ra có thể đồng ý việc hôn sự này, được, An Đạp Vân lãnh đạm nói, câu nói này lập tức để Dương Huyền Long biến sắc, nhưng Dương Chí Hà thì không thèm để ý, hắn hiểu rõ An Đạp Vân. Quả nhiên, chỉ nghe An Đạp Vân nói, nơi này thì nữ người coi trọng cái nào, liền cưới đi. Trước đó Lăng Hàn luôn đại chất tử đại chất tử gọi hắn, hiện tại hắn muốn đáp lễ Lăng Hàn. Lăng Hàn sướng sờ, không khỏi cười ha ha, nhìn không ra, người cũng có chút hài hước, lần này ta đối với cháu dâu kia ngược lại có chút mong đợi, hẳn là cũng rất có ý tứ. Ngươi xem một chút, đứa cháu này của ta có chỗ nào không xứng, mặc dù tu vi kém một chút, nhưng đánh nhau cùng cấp, đánh bại con lươn nhỏ kia khẳng định dễ như trở bàn tay. Hắn một cánh tay nắm lấy cổ lăng phi phàm, sau đó chỉ Dương Huyền Long. Dương Huyền Long tức chết, ngươi khen cháu mình thì cứ khen, tại sao lại lấy hắn làm đá kê chân. Hắn hừ một tiếng, loại cặn bã này, ta trở bàn tay liền có thể chân áp. Lăng phi phàm đương nhiên sẽ không sợ, chỉ vào Dương Huyền Long nói. Đánh nhau cùng cấp, người bất quá là con dẹp, bản thiếu một chân liền có thể dẫm chết. Vẻ mặt lăng hàn tươi cười, lăng kiến tuyết quá trứng chạc, khuyết thiếu niềm vui thú, kém xa đứa cháu này, hợp khẩu vị của hắn. Có dám chiến hay không? Hắn lửa đổ thêm dầu. Ha ha, các người có tư cách gì đưa ra khiêu chiến? Dương Chí Hà từ tốn nói, trong giọng nói có một tia bất mãn, cũng có một tia lửa giận. Bất quá, đây là địa bàn của An gia, mặc dù hủy, nhưng An Đạp Vân không có xuất thủ, còn chưa tới phiên hắn khách lớn cũng không thể ép chủ lại nói an đạp vân đồng dạng là nhị bộ thiên tôn Lăng hàn chỉ vào dương Chí hà không dám chiến liền lăn qua một bên đừng đứng đó nói nhãm tiểu an chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của bọn hắn mặc dù nữ nhi nhà ngươi đã sớm cùng cháu ta hai bên tình nguyện đến võ giả so không phải là thực lực sao đánh nhau cùng cấp dùng thắng bại đến định như thế nào tiểu an thì khóe miệng co giật lại có thể có người dám gọi hắn tiểu an tiểu em gái ngươi a Bản tôn cũng đồng ý luận võ, Dương Trí Hà đột nhiên cải biến ý nghĩ, hắn nhìn ra được, An Đạp Vân rất kiêng kỵ Lăng Hàn, vậy người này hẳn là một kinh địch. Nhưng hắn đối với nhi tử của mình tràn đầy lòng tin, Dương Gia thất long, ấu tử mạnh nhất. Hắn không ngại để nhi tử đánh chết Lăng Phi Phạm, mà nếu như Lăng Hàn muốn động thủ, vậy hắn liên thủ với An Đạp Vân, lại có cái gì là giải quyết không được. Cứ như vậy, Dương Gia cùng An Gia sẽ chăm chú buộc chung một chỗ, đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn. An Đạp Vân nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, hắn cũng rất muốn biết tiềm lực của Lăng Phi Phạm, dù sao nữ nhi cũng đã nói như thế, cũng có thể suy tính một chút, dù sao gia thế của người ta cũng không tệ. Ngoại trừ người nhà này miệng đều có bệnh thất đức, tốt, đánh nhau cùng cấp, An Đạp Vân nói, chậm, Lăng Hàn khoát tay, trước nghỉ ngơi mấy ngày đi, cháu trai ta bị các người trói buộc tu vi, coi như hiện tại giải khai cũng không có khả năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trường 3083, Đặc Huấn, có thể, Dương Chí Hà thờ ơ nói, trước thực lực tuyệt đối, coi như để Lăng Phi Phạm lâm trận mài thương thêm mấy ngày lại như thế nào. Lăng Hàn mang theo Lăng Phi Phạm rời đi, nhưng không có đi quá xa, liền tiến vào tiên khách cư, cháu trai này đương nhiên phải để chư nữ nhìn một chút, nhất là hách liên tầm tuyết. Khi hai người Lăng Hàn rời đi, Dương Chí Hà thì nhìn về phía An Đạp Vân. An Huynh, người này có lai lịch gì? An Đạp Vân nghĩ nghĩ, có thể là thiên tôn của hứa đô vị diện. Ừm, Dương Chí Hà nhíu mày, hắn cũng không phải không có giao thủ qua với cường giả của hứa đô vị diện, nhưng tuyệt đối không có nhân vật như Lăng Hàn. Nhưng An Đạp Vân đã nói như vậy, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Trong tiền khách cư, Lăng Phi phàm ngoan ngoãn thỉnh An chư nữ, đương nhiên hắn cũng là cam tâm tình nguyện, bởi vì chúng nữ đều cho lễ gặp mặt, đều là bảo vật tiên vương cấp, để miệng hắn cười sai lệch. Hách liên tầm viết càng ôm hắn, nước mắt xoát 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 chảy dài, nàng đã một kỷ nguyên không có nhìn thấy con trai, bây giờ thấy cháu trai cũng lớn như vậy, có thể không kích động sao? Lăng Phi phàm miệng lưỡi trơn chu, rất nhanh liền dỗ đến hách liên tầm tuyết tươi tỉnh trở lại. Một lát sau, Lăng Hàn kéo hắn qua một bên, cháu trai, đặc huấn cho người ba ngày. Lão gia tử, ta chịu được, Lăng Phi phàm không quan tâm, đừng quên, ta là tôn tử của ngươi, đánh nhau cùng cấp ai cũng không sợ. Ba, Lăng Hàn liền đánh qua một cái tát, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng như ngươi là thuộc về tự tin mù quáng. Ngươi cho rằng, Ta thật muốn để ngươi nghỉ ngơi mới kéo dài ba ngày." Lúc này lăng Phi phàm mới lộ ra vẻ nghiêm nghị, con tiểu long kia rất lợi hại, Lang Hàn cười cười, có thể trở thành tiên vương tầng 9, chỉ cần là tự mình tu luyện lên, lại có cái nào là hạng người bình thường. Hơn nữa, tiểu tử kia còn có một phụ thân là nhị bộ thiên tôn, rất có khả năng tu luyện thiên tôn pháp, một khi bạo phát ra, ngươi lấy cái gì cản? Tiên vương tầng 9 coi như áp chế tu vi, nhưng còn có thể thi triển thiên tôn pháp, chỉ là uy lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều nhưng đánh nhau cùng cấp, tiên vương Pháp làm sao chống lại thiên tôn thuật. Lăng phi phàm kinh hãi, ra ra, nhanh dậy ta thiên tôn Pháp, lăng hàn không khỏi mắt trợn trắng, chỉ ba ngày, dù dùng thời gian gia tốc, người cảm thấy có thể nắm giữ một môn thiên tôn Pháp sao? Chuyện không thể nào, hắn chém đinh chặt sắt nói, vậy làm sao bây giờ? Lăng phi phàm tê một tiếng, nếu ta không lấy được thê tử, ra ra ngươi nhưng liền không có cháu dâu, về sau cũng không có chắc trai ôm. Ba, lăng hàn lại rút tiểu tử này một tát thế mà cầm cái này uy hiếp hắn cho nên mới đặc huấn cho ngươi nha lăng phi phàm gật đầu ba ngày coi như gia tốc một ngàn lần vậy cũng chỉ khoảng mười năm có thể học được cái gì cho nên lăng hàn không có ý định dạy hắn thiên tôn thuật mà ấn tay phải lên đầu lăng phi phàm ra ra ngươi định truyền thụ cho ta ước năm công lực sao lăng phi phàm có chút hưng phấn Lăng Hàn là nhị bộ thiên tôn a, nói không chừng có thể để hắn lập tức trở thành tiên vương tầng 9 mạnh nhất. Truyền em gái ngươi, Lăng Hàn lại muốn tát ra hỏa này một phát, chỉ có mình tu luyện ra mới vững chắc nhất, có thể trèo chống mình không ngừng tiến lên, lần này, ta sẽ lưu lại một đạo lực lượng ở trong cơ thể ngươi, nếu đối thủ kích phát thiên tôn thuật, vậy ngươi cũng kích hoạt cỗ lực lượng này tiến hành đối kháng, nếu không, liền dùng thực lực bản thân chiến đi. Nha, Lăng Phi phàm gật đầu, một kỳ nguyên thời gian Lăng Hàn đi qua không biết bao nhiêu vị diện, dù không có tận lực, hắn cũng thu được không ít tiên dược cùng tiên kim, nhưng bây giờ muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của Lăng Phi Phạm đã là chuyện không thể nào. Hắn dự định vận dụng lực lượng hạch tâm của mình, lưu lại ở trên thân Lăng Phi Phạm một tia, dùng để đối kháng thiên tôn bảo thuật. Đổi một người, cho dù là nữ hoàng, Lưu Vũ Đồng. Hắn cũng không có cách nào làm được, nhưng Lăng Phi Phạm có huyết mạch của hắn, là tính mạng hắn kéo dài, liền để cái này có được khả năng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kích phát hạch tâm, cái này một khi vận chuyển kịch liệt, thậm chí có thể nổ lăng hàn nát vụn. Từng giờ từng phút, lăng hàn dẫn động lực lượng trong cơ thể, cái này không thể tuôn ra bên ngoài cơ thể, nhưng bởi vì huyết mạch tương thừa, có một tia lực lượng vẫn chảy vào trong cơ thể Lăng Phi Phàm, rèn luyện thân thể hắn. Lăng Hàn kinh ngạc, tình huống tốt ngoài dự liệu của hắn, hắn vốn cho rằng chỉ có thể lưu lại một chút xíu lực lượng, không nghĩ tới còn có thể thối thể cho đối phương. Lăng Phi Phàm chỉ là vừa nhập Tiên Vương như vậy hắn dung luyện cho cháu trai 10 năm, hiệu quả hẳn là tốt kinh người. A, à, Lăng Phi phàm lại kêu thảm, hắn không có tu luyện qua thể thuật, khí lực cũng không có địa phương quá cường đại, bị cỗ lực lượng này tàn phá bừa bãi, để hắn nhịn không được kêu thảm. Làn da trên người hắn vỡ ra, máu tươi dâng trào, bộ dáng vô cùng thê thảm. Lăng Hàn chỉ làm như không nghe thấy, nếu Lăng Phi phàm ngay cả chút nhẫn nại ấy cũng không có, thì đừng đi tai họa tiểu cô nương nhà người ta, đàng hoàng trở về lại rèn luyện vài ức năm a. À. Thời gian gia tốc, 9 năm rất nhanh liền trôi qua. Lăng Hàn rốt cục thu tay về, mà Lăng Phi Phàm thì như con cóc chết, nhìn Lăng Hàn giống như là nhìn hồng hoang mãnh thú. Hắn thề, sẽ không bao giờ huấn luyện như vậy nữa. "Thử lực lượng của ngươi bây giờ một chút xem." Lăng Hàn nói, Lăng Phi Phàm phất phất cánh tay, không khỏi kinh ngạc. Tốc độ gia quyền giống như tăng lên mấy trăm lần, cái này thật không thể tin nổi, chỉ là bởi vì điểm ấy, thực lực của hắn chỉ ít có thể tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Lăng Phi phàm kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, đây chính là thủ đoạn của Lăng Hàn sao? Quá kinh người, vẻn vẹn chỉ ba ngày, mặc dù hắn cảm giác giống như qua nhiều năm, liền để thực lực của hắn thoát thai hoán cốt, đơn giản chính là thần. Tiểu tử thúi, nhanh đi tắm rửa một chút, chuẩn bị cướp cô dâu. Lăng Hàn đá cái mông của hắn một cước, Lăng Phi phàm tỉnh hồn lại, lập tức hấp tấp chạy đi. Một lúc sau, Lăng Hàn cùng Lăng Phi phàm ra tiên khách cư, đi về phía An Gia chương 3084, Phát Huy, không thể không nói thủ đoạn của An Gia kinh người, chỉ không đến 3 ngày, An Gia đã trùng kiến hoàn tất, tản mát ra bá khí của thiên tôn hào môn, người tâm trí không đủ cường đại thậm chí ngay cả tới gần cũng không thể, trực tiếp chân đều mềm nhũn Hai tay lăng hàn bắt chéo sau lưng, một đường ung dung nhàn nhàn, lăng phi phàm thì theo ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi, rất ngoan ngoãn. Cha mẹ người hiện tại như thế nào? Lăng hàn hỏi, ân ái lắm, cả ngày giống như một thể, làm chuyện gì cũng không xa rời nhau. Trong tay Lăng Phi Phàm đang chơi lấy một thanh tiểu đao, đây là tiên khí Lăng Hàn vừa mới làm ra cho hắn. Dùng thực lực của Lăng Hàn bây giờ, rèn luyện tiên kim thành binh khí tự nhiên là sự tình một ý niệm. Bọn hắn cả ngày du sơn ngoạn thủy, còn xuyên qua từng vị diện, bây giờ đang giúp hứa Đô vị diện chống cự xâm lấn, làm hại ta cũng chỉ có thể đi theo bọn hắn tham gia quân ngũ, kết quả bị bắt làm tù binh. Lăng Phi Phàm than thở, Lăng Hàn kinh ngạc, có thể xuyên thẳng qua từng vị diện Chẳng lẽ Lăng Kiến Tuyết đã trở thành thiên tôn? Hiện tại phụ thân ngươi là tu vi gì? Hắn hỏi, Tiên Vương tầng 9, Lăng Hàn càng thêm kỳ quái, Tiên Vương tầng 9 liền có thể xuyên qua từng vị diện, thực lực như vậy đủ sao? Phụ thân cơ duyên rất lớn, đạt được một hạt châu thần bí, chỉ cần vận chuyển, liền có thể ẩn nấp tung tích, ngay cả thiên tôn cũng không thể phát hiện. Lăng Phi phàm giải thích, lúc này Lăng Hàn mới chợt hiểu, bằng không thì hắn thật không tin một Tiên Vương tầng 9 có thể làm được một bước này. Bất quá chu du vạn giới, nói không chừng có thể đạt được cơ duyên, xông lên chuẩn thiên tôn cũng không nhất định, đây là phương thức tu hành của lăng kiến tuyết. Trong lúc nói chuyện, hai người cũng tới cổng an gia. Sớm có người chờ ở chỗ này, nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức thi lễ một cái. Bái kiến đại nhân, hắn hành lễ với lăng hàn, nhưng lăng phi phàm lại lấm lấm liệt liệt nhẹ gật đầu, giống như đang thi lễ cho hắn, để người kia giận gần chết, người ta là một vị tiên vương tầng 3A. Lăng hàn nhấc nhấc tay, dẫn đường đi, ở trước mặt Lăng Hàn, tên tiên vương tầng ba kia cũng không dám nói cái gì, ngoan ngoãn dẫn đường, rất nhanh ba người liền đi tới trong phòng khách, chỉ thấy An Đạp Vân cùng Dương Trí Hà Phân ngồi ở trên vị trí chủ khách, mà An Tú Nhi, Dương Huyền Long thì đứng ở sau lưng hai người này. Nhìn thấy Lăng Phi Phạm, đôi mắt đẹp của An Tú Nhi lập tức phát quang, dị sắc liên liên. Dương Huyền Long nhìn ở trong mắt, không khỏi siết chặt nắm đấm, hắn thầm thề, chờ sau đó nhất định phải tìm một cơ hội xử lý Lăng Phi Phạm. Lúc trước hắn cùng An Tú Nhi bất quá có vài lần gặp mặt, chưa nói tới thích, nhưng vì đại kế của phụ thân, hắn nhất định phải thành hôn với An Tú Nhi. Đối với cái này kỳ thật hắn cũng không ghét, người ta là danh môn khuê tú chân chính, dáng dấp cũng thanh tú động lòng người, hoàn toàn xứng với hắn. Bởi vậy, hắn cũng không phản đối hôn sự này, nhưng thê tử vẫn còn chưa qua cửa liền cùng một nam nhân khác nước mắt đưa tình, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi, có thể không sinh lên sát cơ sao. Nam nhân hận nhất, không phải là trên đầu xanh mơn mởn sao. Bắt đầu luận võ đi, An Đạp Vân dương tay lên, chỉ thấy một tòa tiểu tháp lơ lửng ở trong không khí, thân tháp 9 tầng, toàn thân kim hoàng, lưu chuyển lên hỗn độn chi khí, như thiên địa sơ khai. Đây là thiên tôn bảo khí, hai đại tiên vương khai chiến, tự nhiên là vào trong đó tương đối tốt, nếu không An ra vừa mới trùng kiến có khả năng lại muốn sập. Hai người trẻ tuổi dưới chân khẽ động, liền muốn tiến vào bên trong. Phi phàm, cẩn thận một chút, An Tú Nhi nhịn không được mở miệng, yên tâm, loại cặn bã này, ta có thể một lần đánh 10 cái. Lăng Phi phàm phất phất tay, thật sự là rất biết kéo cừu hận. Dương Huyền Long giận gần chết, sát khí càng tăng lên, hắn một cước bước vào bảo tháp, đã quyết định tất sát Lăng Phi phàm. Ngay cả sắc mặt của An Đạp Vân, Dương Chí Hà cũng không quá đẹp mắt, An Đạp Vân nói. Tú Nhi, nữ hài tử phải chú trọng hình tượng, Dương Chí Hà thì hừ một tiếng, biểu thị bất mãn. Lăng Hàn cười ha ha tiểu cô nương, tới tới tới. An Tú Nhi đã biết thân phận của hắn, lập tức đi qua, có chút khẽ chào. Tú Nhi gặp qua lão gia tử, Lâm Hàn lấy ra một kiện không gian thần khí đưa tới. "Đến, đây là lễ gặp mặt, cảm ơn lão gia tử." An Tú Nhi khéo léo nói, thần thức quét qua, nàng không khỏi há to miệng, trong này có vô số tiên dược, còn có mấy khối tiên kim, giá trị kinh người. Lễ ra mắt như vậy, tài đại khí thô, mà ở trong thiên tôn bảo khí Lăng Phi Phàm cùng Dương Huyền Long cũng bắt đầu chiến đấu. Ở trong không gian này, do An Đạp Vân định đoạt, hắn để Thiên Tôn bảo khí áp chế tu vi của Dương Huyền Long biến thành tầng 1. Nhưng coi như thế, Dương Huyền Long khẳng định vẫn chiếm ưu thế cực lớn, thứ nhất tu vi của hắn là tầng 1 đỉnh phong, thứ hai hắn đối với quy tắc càng thêm mẫn cảm, vận dụng càng có thể tinh tế nhập vi. Nhưng mà, Lăng Phi Phàm vừa ra tay liền để hắn kinh hãi. Bởi vì Lăng Phi Phàm căn bản không đi điều động quy tắc gì, cứ xông lên một trận bạo oanh. Đây cũng quá không có thưởng thức, cận thân vật lộn như thế, cùng trợ búa vô lại có gì khác nhau, người vẫn là tiên vương sao? Nhưng mà hắn lập tức phát hiện, nắm đấm của Lăng Phi phàm mạnh kinh người, hắn mỗi tiếp một quyền đều là ngực như sôi, khó chịu muốn thổ huyết, hơn nữa, chẳng những mạnh còn nhanh, để hắn ứng phó không kịp. Hắn nguyên bản cực kỳ nắm chắc, dù đối phương thực sự yêu nghiệt hơn hắn lại như thế nào, hắn còn có thể vận chuyển Thiên Tôn bảo thuật, đây tuyệt đối là Lăng Phi phàm không thể ngăn cản nhưng bây giờ hắn nào có cơ hội thúc giục thiên tôn bảo thuật. Bành bành bành, lăng phi phàm vung quyền như mưa, căn bản không cho Dương Huyền Long cơ hội phát đại chiêu. Gia hỏa không có mắt, vợ ta ngươi cũng dám đánh chủ ý. Lăng phi phàm vừa oanh quyền vừa nói, cực kỳ xem thường. Dương Huyền Long căn bản không rảnh lật lọng, hắn ở trong chiến đấu như vậy chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Nhưng trăm mật còn có một sơ, phòng thủ là bị động, phe tấn công có thể thất bại một trăm lần, một vạn lần, nhưng phương diện phòng thủ chỉ cần sai lầm một lần, hậu quả kia liền là tai nạn. Ở dưới lăng phi phàm oanh kích, Dương Huyền Long rất nhanh liền bị oanh trúng một quyền, trực tiếp gãy xương, đau đến hắn hừ hừ. Chương 3085, ngươi là chuẩn thiên tôn. Hắn nhanh chóng thối lui, tiếp tục đấu như vậy hắn thua không nghi ngờ. Khi kéo ra đầy đủ khoảng cách, hắn bắt đầu chuẩn bị đại chiêu. Lăng Phi Phàm, hết thảy đến đây kết thúc, hai tay của hắn lập tức giơ lên, lòng bàn tay bắn ra ngọn lửa màu trắng thái dương minh diễm có thể đốt diệt hết thảy lang phi phàm không khỏi có chút thất vọng vốn cho rằng ở dưới hắn cuồng oanh loạn tạc căn bản không có để dương huyền long cơ hội phóng đại chiêu nhưng thiên tài dù sao cũng là thiên tài vẫn để hắn thoát ra ngoài hắn vẫy vẫy hai tay chỉ cảm thấy xương cốt vô cùng đau đớn dù sao thể thuật của hắn là cấp tốc tăng lên không có khí lực xứng đôi trước đó cường độ cao chiến đấu để hắn phụ tải rất lớn không nên mơ mộng hão huyền người sẽ chỉ bị ta đánh thành cặn bã mà thôi hắn cười nói, bên ngoài, An Đạp Vân, Dương Trí Hà đều cực kỳ chấn kinh. Lăng Phi Phạm cư nhiên mạnh như thế, dùng thể thuật đè người, đây là phương thức chiến đấu của thiên tôn. Chẳng lẽ tiểu tử này sớm có thể câu thông lực lượng độc nhất vô nhị giữa thiên địa, rèn luyện bản thân sao? Hai đại thiên tôn nhìn nhau một cái, đều tràn đầy khó hiểu. Tiên vương tầng một cũng có thể câu thông lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện, đây thật là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, thiên tài đi nữa cũng không có khả năng như thế. Nhưng mà, trừ cái đó ra còn có giải thích khác sao? An Đạp Vân không khỏi ý động, Dương Huyền Long chỉ là có khả năng trở thành thiên tôn, nhưng Lăng Phi Phạm nếu thật có thể câu thông lực lượng độc nhất vô nhị giữa thiên địa, như vậy chính là thiên tôn ván đã đóng thuyền. Kỳ thật hắn cũng không thèm để ý Lăng Phi Phạm là người vị diện nào, đường đường thiên tôn đương nhiên là có ý chí tương ứng, hắn xem trọng là tiềm lực cùng bản tính. An Tú Nhi cũng kinh ngạc, ở trong lòng nữ hài nhi, tình lang của mình đương nhiên là không gì làm không được, nhưng nàng đồng thời cũng là một vị tiên vương, càng là thiên tôn chi nữ, nhãn lực tự nhiên bất phàm. Trước kia Lăng Phi phàm tuyệt đối không có mạnh như vậy. Đây là có chuyện gì? Lăng Hàn thì có chút không vừa ý, kỳ thật lực lượng của Lăng Phi phàm không chỉ như vậy, nhưng khí lực không đủ, cho nên không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng, bằng không thân thể của hắn sẽ băng liệt trước. Làm làm sao truyền Bất Diệt Thiên Kinh cho cháu trai đây? Lăng Hàn sầu muộn, trừ khi hắn có thể mượn Hắc Tháp tới, tựa như hắn học được Bất Diệt Thiên Kinh vậy quán thâu cho cháu trai. Thứ hai, hắn có thể cải tạo bất diệt thiên kinh, như cửu hóa thiên kinh, có thể nắm giữ một bộ phận, một bộ phận, cuối cùng lại dung hợp. Bây giờ muốn đi mượn hắc tháp là chuyện không thể nào, Lăng Hàn cảm thấy vẫn là cách làm đằng sau tương đối đáng tin cậy. Hắn bắt đầu trầm tư, nghĩ đến làm sao phân giải bất diệt thiên kinh. Trong thiên tôn bảo khí, Dương Huyền Long bắt đầu phản kích. Hắn phóng về phía Lăng Phi Phàm vùng ra minh diễm trong tay, hóa thành hai con bạch xà, thẳng hướng Lăng Phi Phàm Lăng Phi phàm cười ha ha một tiếng, không sợ nghinh tiếp. Muốn chết, Dương Huyền Long thầm nói, hắn vận chuyển Thiên tôn bảo thuật, chiến lực có thể so sánh tiên vương tầng 3, tuyệt không phải một tiên vương vừa mới đột phá có thể chống lại. Đi chết đi, mau đi chết, ông, khi bạch diễm xà chạm đến trước người Lăng Phi phàm trên người hắn lập tức xuất hiện một chiếc chuông vàng, có từng phù văn màu vàng nhảy lên. Kim Trung đỡ được bạch xà, làm cho nó không cách nào tiến lên mảy may. Dương Huyền Long không khỏi há to miệng, cái này sao có thể hắn chưa từng cảm thấy lăng phi phàm có khả năng nắm giữ thiên tôn bảo thuật rất đơn giản coi như phía sau đối phương có một thiên tôn cũng vô dụng bởi vì muốn vận dụng thiên tôn thuật tầng chín lại yêu cầu cực kỳ tối thiểu cho dù là hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể vận chuyển một nén hương thời gian còn để hắn thương gân động xương nhưng bây giờ lăng phi phàm đỡ được thiên tôn thuật của hắn vậy chỉ có một khả năng chính là đối phương cũng nắm giữ thiên tôn thuật làm sao có khả năng hắn trợn mắt hốc mồm vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay xử lý đối thủ, kết quả lại phát hiện mình mới là đối tượng sắp bị thu hoạch. Ha ha ha, con lươn nhỏ, còn có lời gì để nói? Lăng Phi phàm vội vàng xuất thủ oanh liên tiếp, cỗ lực lượng phòng ngự này cũng không phải là của hắn, bởi vậy, vừa phát ra liền không thể thu, cũng chỉ có thể tiếp tục một nén hương. Nếu hiện tại Dương Huyền Long tránh hắn, chờ phòng ngự của hắn biến mất lại phát động thiên tôn bảo thuật điên cuồng tấn công, vậy hắn liền xui xẻo cho nên, hắn phải nhanh một chút giải quyết đối phương. Bành, 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 hắn vung song quyền, muốn dùng xu thế lôi đình mưa to dọn dẹp đối phương. Dương Huyền Long liên tục bị đả kích, đấu trí đã ngã xuống đáy cốc, nơi nào còn có lực chống đỡ, miễn cưỡng chống cự mấy chiêu liền bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Còn tốt, Lăng Phi Phàm cũng không có dự định hạ tử thủ, chỉ để Dương Huyền Long trọng thương, mất đi sức tái chiến. An Đạp Vân kịp thời chấn hai người ra nói, đủ rồi, dừng ở đây đi, phi phàm, An Tú Vân vội vàng chạy tới, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới sự tình của mình cùng Lăng phi phàm có thể thuận lợi giải quyết như vậy. Hắc hắc, đã sớm nói với ngươi, ta sẽ dọn dẹp hết thảy phiền phức, cưới ngươi về nhà. Lăng phi phàm thì nói khoác, hư, các ngươi đây là gian lận. Dương Chí Hà lạnh lùng nói, đến bây giờ trên thân Lăng phi phàm còn có kim chung chấp động, đây cũng quá rõ ràng. Hắn ngang nhiên xuất thủ, bắt về phía Lăng phi phàm. Người ăn gian, chết hắn muốn giết lăng phi phàm, như vậy con trai liền không có đối thủ. Dương Huynh, còn xin hạ thủ lưu tình, An Đạp Vân vội vàng xuất thủ ngăn cản, hắn cũng đã nhìn ra, năng lực phòng ngự của lăng phi phàm không bình thường, có thể phát không thể thu, không giống như là năng lực bản thân, mà là kích phát một loại bảo vật nào đó. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì lăng phi phàm đã cho thấy hắn yêu nghiệt, tiên vương tầng một liền có thể dùng lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện rèn luyện thân thể, tương lai tất thành thiên tôn dạng con rể tốt này bỏ qua liền không có lần sau. Cho nên, hắn muốn bảo đảm lăng phi phàm, bành, hai đại thiên tôn đối oanh một kích, dư ba đẩy ra, toàn bộ an ra trong nháy mắt liền hóa thành phế tích. An huynh, bản tôn không phải cố ý, Dương Trí Hà thấy vậy, vội vàng thu tay lại, sự tình hủy phủ đệ nhà người ta có thể lớn có thể nhỏ. Trường 3086, Chiến nhị bộ thiên tôn 1. Sắc mặt của An Đạp Vân thối hắc, chỉ ba ngày mà thôi, gia tộc bị đẩy ngã hai lần, hắn trêu ai gẹo ai a à. lang hàn đứng dậy ngươi muốn giết cháu ta ở trong tỉ thí công bình gian lận tâm không tốt giết lại như thế nào dương trí hà ngạo nghễ nói ở trước mặt lang hàn hắn tự nhiên không cần khách khí đây là đối thủ cạnh tranh huống hồ hắn cũng không cho rằng lang hàn có thể mạnh bao nhiêu không có người có thể đụng đến người nhà ta người đã muốn giết cháu ta vậy ta trước tiến ngươi lên đường lang hàn lạnh lùng nói ánh mắt xâm nhiên lên trời chiến một trận chân dương trí hà dẫm mạnh đã bay thẳng lên trời. Hắn không dám khai chiến ở nơi này, nếu không đánh nơi này thành uông dương đại hải, đoán Trường An Đạp Vân liền thực sự phát điên. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sợ hắn, hai chân hơi cong, sau đó lực lượng bộc phát, bành, hắn gấp vọt lên, tốc độ nhanh chóng viễn siêu Dương Chí Hà. Bởi vậy, Dương Chí Hà còn không có lên tới đỉnh điểm, Lăng Hàn cũng đã đuổi kịp. Oanh, hắn lập tức vung quyền, Dương Chí Hà vừa giận vừa sợ, người con mẹ nó làm sao một chút thân phận cũng không giảng, vội vã liền xuất thủ như vậy. Nhưng Lăng Hàn xuất thủ vừa nhanh lại mãnh hắn không thể không làm ra phản ứng. Bang, hắn cùng Lăng Hàn đối oanh, trong tiếng nổ to, không gian từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Bang, thiên địa lập làm phản ứng, có lôi đình chấp động, bổ về phía Dương Chí Hà, lại đối với Lăng Hàn làm như không thấy. Dương Chí Hà không hiểu, đối phương rõ ràng cũng vận dụng lực lượng của nhị bộ thiên tôn, vì cái gì không có bị thiên địa nhằm vào mặc dù đả kích như vậy đối với thiên tôn mà nói không đau không ngứa hắn cẩn thận trải nghiệm lại ngạc nhiên thất sắc ngươi không có sử dụng thiên tôn lực lực lượng rõ rệt nhất của thiên tôn là cái gì vận chuyển sáu đại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới hay lực lượng độc nhất vô nhị nhưng vừa rồi một quyền của lăng hàn hắn lại không có cảm giác được lăng hàn dùng bất luận một loại lực lượng nào trong đó ngươi là chuẩn thiên tôn hắn kêu lên nhưng sắc mặt lại càng thêm khó coi lăng hàn là chuẩn thiên tôn vậy thì có thể giải thích vì cái gì thiên địa không có nhằm vào hắn hơn nữa chuẩn thiên tôn đương nhiên cũng không thể điều động bảy loại lực lượng mạnh nhất nhưng vấn đề là chuẩn thiên tôn cũng có thể sánh vai với nhị bộ thiên tôn thế giới này là muốn điên đảo sao an đạp vân cũng quá sợ hãi làm sao có thể nhưng hắn cẩn thận nghĩ trước đó cùng lăng hàn đối oanh qua một kích ban đầu vì nóng giận không có cân nhắc nhiều hiện tại lại dư vị một chút quả nhiên cũng không có phát hiện lăng hàn điều động lực lượng thiên địa bản nguyên Gia hỏa này, cường đại là bản thân, lại đạt đến tình trạng có thể địch nghị bộ thiên tôn nổi. Không phải đâu, lăng phi phàm cũng thì thào, dựa vào, gia gia của mình cũng quá mãnh liệt đi. Chuẩn thiên tôn có thể chiến nhị bộ thiên tôn, hành động vĩ đại trước nay chưa từng có. Chỉ là chuẩn thiên tôn, cũng xứng cùng bản tôn ngồi ngang hàng. Sau khi giật mình, Dương Trí Hà liền giận dữ, giữa thiên tôn có phân cấp rõ ràng, chuẩn thiên tôn cũng chỉ là chuẩn thiên tôn, so với nhị bộ thiên tôn không biết kém bao nhiêu nhị bộ thiên tôn lại như thế nào, xem ta làm sao đánh nổ ngươi. Lăng Hàn lạnh lùng nói, hôm nay hắn liền muốn giết nhị bộ thiên tôn chơi đùa. Giết ngươi, Dương Chí Hà Cường thế giết ra, hắn trực tiếp vận dụng thiên tôn bảo thuật, trong tay đồng dạng bốc lên hai ngọn lửa màu trắng, đánh về phía Lăng Hàn. Trước đó Dương Huyền Long cũng dùng chiêu này, nhưng hai hỏa diễm chỉ hóa thành rắn, nhưng nhị bộ thiên tôn lại hoàn toàn khác biệt, hai đám lửa hóa thành phần thiên tri hỏa, toàn bộ bầu trời đều là hỏa diễm này diệu động. Lăng Hàn hừ một tiếng, vận chuyển bất diệt thiên kinh, kim trung hiển hiện, phù văn chấp động. Hắn giết về phía Dương Chí Hà, song quyền giận vung. Bành, 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 Dương Chí Hà đương nhiên sẽ không sợ, lựa chọn cùng Lăng Hàn liều mạng. Thiên tôn, đều là dùng bảy loại lực lượng bản nguyên rèn luyện thân thể, cảnh giới càng cao, có thể rút ra lực lượng càng nhiều, nhất bộ thiên tôn cũng chỉ có thể vận dụng một loại, nhị bộ là hai loại, sự tình rất rõ ràng. Mỗi một tên thiên tôn đều là thể thuật chắc tuyệt, bởi vì quy tắc cực hạn chỉ là 9 tầng mà thôi, vẻn vẹn chỉ có thể dùng để phụ trợ chiến đấu. Thể thuật của Dương Chí Hà không kém gì Lăng Hàn, dù sao cũng là nhị bộ thiên tôn, đã dùng một loại trong 6 loại lực lượng bản nguyên rèn luyện thân thể, hơn nữa cũng không biết qua bao nhiêu kỷ nguyên. Hai người đối oanh, mỗi một kích đều để không gian phá nát, vô số tinh thần trụy lạc, ảnh hưởng tới toàn bộ vũ tinh thế giới. Bởi vậy, chỉ mấy ngày sau, liền có thiên tôn khác chạy tới. Thiên tôn đại chiến, sao có thể bình thường? có nhị bộ thiên tôn, cũng có nhất bộ thiên tôn, còn có chuẩn thiên tôn, mặc dù nơi này là vị diện cấp thấp, nhưng đã đến gần vô hạn trung đẳng, bởi vậy số lượng thiên tôn vẫn rất khả quan. Khi bọn hắn phát hiện đối thủ của Dương Chí Hà chỉ là một chuẩn thiên tôn, mỗi một cái đều há to miệng, chấn kinh đến nói không ra lời. Trên đời này tại sao có thể có chuẩn thiên tôn mạnh như vậy? An Huynh, có biết lai lịch người này là gì không? Có nhị bộ thiên tôn hỏi An Đạp Vân, là gia gia của trượng phu tương lai của nữ nhi ta. Lời này An Đạp Vân đương nhiên sẽ không nói, hắn chỉ có thể lắc đầu. Bản tôn cũng không rõ ràng, điều này cũng là lời nói thật, hắn ngoại trừ biết tên Lăng Hàn ra, tư liệu khác đều không có. Chúng cường giả đều hiếu kỳ, đồng thời cũng mang theo một tia cảnh giác, bởi vì chuẩn thiên tôn này tuyệt không phải người vị diện của bọn hắn, vạn nhất đến từ hứa đô vị diện. Có thể để kết cục đã chú định phát sinh biến hóa hay không? Phá diệt hứa đô vị diện, tăng lên cấp độ vị diện, cũng ở trong quá trình thể ngộ lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, đối với chúng ta chính là đại cơ duyên, vạn lần không thể bị bất luận kẻ nào ngăn cản. Những cường giả này nhao nhao nói, một khi Dương Chí Hà bị thua, bọn hắn sẽ quần công, tuyệt không để Lăng Hàn còn sống rời đi. Đương nhiên, có tư cách xuất thủ cũng chỉ có nhị bộ thiên tôn cùng nhất bộ thiên tôn, nhất bộ thiên tôn phải liên thủ mới được, nếu không trong nháy mắt sẽ bị đánh nổ. Trường 3087, Chiến nhị bộ thiên tôn 2 An Đạp Vân nghĩ nghĩ nói, có lẽ, người này đến từ vị diện càng cao đẳng hơn. Các cường giả hai mặt nhìn nhau, mặc dù vị diện trung cấp trước bọn hắn không có xâm lấn bọn hắn, nhưng cũng không phải là không đề phòng, vẫn ở thông đạo hai giới bày ra phòng ngự, có cường giả tỏa chấn. Vị diện cao cấp không đến xâm lược bọn hắn liền có thể thắp nhang cầu nguyện, chẳng lẽ bọn hắn còn dám chủ động xâm chiếm hay sao? Bởi vậy, bọn hắn đối với vị diện trung cấp kia hoàn toàn không rõ ràng, hơn nữa không có người của vị diện kia tới, lưỡng giới cũng không tương thông, thật giống như nước giếng không phạm nước sông. Người này, thật có thể là cường giả của vị diện trung cấp sao. Có khả năng, bởi vì chuẩn thiên tôn này quá mạnh, hẳn chỉ có vị diện cao cấp mới có thể bồi dưỡng được quái vật như thế. Bọn hắn đều do dự, nếu như Lăng Hàn thật sự là võ giả của vị diện cao cấp, vậy có phải mang ý nghĩa vị diện này rốt cuộc muốn xuất thủ với bọn hắn hay không? Vị diện cấp độ càng cao, vô luận là số lượng cường giả hay chất lượng đều sẽ tăng lên, Thật giống như bọn hắn có thể áp chế hứa Đô vị diện. Hơn nữa, coi như vị diện cao cấp kia cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cái này cũng ý nghĩa bọn hắn nhất định phải điều đại lượng cường giả đi ứng chiến, như vậy còn có thể nuốt trôi hứa Đô vị diện sao? Bọn hắn ai cũng tâm sự nặng nề, may mắn còn có bản thân vị diện tồn tại, đây mới là sát khí lớn nhất, bất quá cũng chính vì như thế, bọn hắn mới chậm chạp không thể hạ được hứa Đô vị diện. Trên bầu trời, Lăng Hàn còn cùng Dương Chí Hà kịch chiến. Lăng Hàn đánh rất bảo thủ, bởi vì hắn thực sự không biết thực lực của mình như thế nào cần một chút xíu lấy ra tương đối đánh rất lâu hắn rốt cuộc ước định được chiến lực của mình chiến lực thông thường không sai biệt lắm đạt đến hai tầng đỉnh phong mà vận chuyển thiên tôn bảo thuật vậy dĩ nhiên mạnh hơn nhưng thiên tôn bảo thuật khác biệt uy lực cũng khác biệt liền không thể nói một cách đơn giản hắn có thể đạt tới tình trạng gì kỳ thật đây cũng không phải là toàn bộ lực lượng của hắn chỉ là giới hạn trong cảnh giới hắn không dám bạo phát ra nếu không chưa bị thương người trước giết mình ngu xuẩn đến tột đỉnh hắn vận chuyển cửu hóa thiên kinh cường hóa chiến lực sau đó lại vận chuyển ngũ hành lôi thuật dùng lực lượng của hắn bây giờ đồng thời vận chuyển hai môn thiên tôn thuật đã là chút lòng thành dương chí hà đồng dạng dùng thiên tôn thuật địch phó nhưng hắn chỉ nắm giữ một môn thiên tôn thuật đối mặt lang hàn cuồng oanh loạn tạc hắn giống như bị hai tên thiên tôn cùng dai đang vây công để hắn sứt đầu mẻ chán chiến đấu cực kỳ khó khăn nhưng có thể thành tựu Thiên Tôn đều là thiên tài vạn cổ, cho dù Dương Chí Hà rơi vào cục diện bất lợi vẫn chiến đấu vô cùng ương ngạnh, thậm chí nhiều lần có diệu chiêu đánh ra, xém chút lật về cục diện. Đáng tiếc, Lăng Hàn còn có loại Thiên Tôn bảo thuật thứ ba, Bất Diệt Thiên Kinh vận chuyển, hắn là bất hủy. Dương Chí Hà chấn kinh, "Lực lượng của ngươi không có cuối cùng sao? Đồng thời vận chuyển ba môn Thiên Tôn thuật, cái này cho dù là nhị bộ Thiên Tôn cũng rất nhanh liền mệt mỏi nằm xuống a." Thiên Tôn mạnh ở đâu? ngoại trừ bản thân được lực lượng bản nguyên rèn luyện thể thuật cường đại một cái khác là có thể điều động lực lượng bản nguyên trong thiên địa cho nên thiên tôn mới có thể chân chính vận chuyển thiên tôn bảo thuật nhưng vô luận như thế nào lực lượng cũng sẽ có thời điểm cuối cùng lang hàn tiêu hao như thế thật sự là không bình thường dương chí hà thân là thiên tôn tự nhiên không thiếu đấu trí ngoan cường có thể cắn răng kiên trì nhưng theo lực lượng không ngừng tiêu hao hắn lại càng ngày càng không nắm chắc tiếp tục như vậy hắn sẽ bại Dương Chí Hà cực kỳ cường đại, bất kỳ một thiên tôn nào đều là kỳ tài ngút trời, nhất là hắn còn ở vị diện cấp thấp thu đến cực hạn, vô luận thiên phú, tài tình, nghị lực đều là đỉnh tiêm. Nhưng đối thủ của hắn là Lăng Hàn, một quái vật không biết rút lấy nhiều ít lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện, còn dung hợp, hóa thành một hạch tâm, liên tục không ngừng phun ra lực lượng, cái này khiến hắn ở chuẩn thiên tôn liền có được tư cách địch nổi nhị bộ thiên tôn. Hơn nữa, lực lượng như vậy cuồn cuộn không dứt, giống như hắn chính là bản thân vị diện, đây mới là địa phương cực kỳ đáng sợ. Oanh, 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 Dương Trí Hà đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn không cải biến được kết quả bị áp chế. Tất cả mọi người le lưỡi, nhị bộ Thiên Tôn phải thua sao? Chuẩn Thiên Tôn kia tuyệt đối là muốn nghịch thiên, wow, đây chính là gia gia của ta. Lăng Phi Phàm thì nhe răng, hắn nghe nói không biết bao nhiêu lần cố sự liên quan tới Lăng Hàn Cường đại, nhưng này dù sao quá chiều tưởng, hơn nữa còn có khả năng khoa trương. Nhưng bây giờ xem, lại chỗ nào khoa trương? Căn bản không đủ để nói rõ Lăng Hàn yêu Nghiệt a. À. Một người, tại sao có thể biến thái đến tình trạng như vậy? Dương Huyền Long thì hoàn toàn nói không ra lời, hắn nhìn Lăng Phi Phàm một chút, nguyên bản hắn hạ quyết tâm, chỉ cần phụ thân thắng, hắn liền xuất thủ bắt Lăng Phi Phàm, hung hăng nhục nhã một trận. Nhưng bây giờ ý nghĩ như vậy tự nhiên không cánh mà bay. Lăng Phi Phàm tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng Lăng Hàn lại có thể treo cha con bọn họ lên đánh, nếu hắn dám làm như vậy thật sự là muốn chết. Chư vị bất kể nói thế nào dương huynh cũng là người của vị diện chúng ta cũng không thể nhìn hắn bị thua a à. có thiên tôn nói hắn phong hào tổ hà chính là nhị bộ ừm một vị nhị bộ thiên tôn khác gật đầu vô luận nội bộ bọn họ cạnh tranh như thế nào cũng là chuyện trong nhà nhưng bây giờ dính đến vị diện thứ hai bọn hắn nhất định phải đoàn kết an huynh người nói thế nào tổ hà thiên tôn hỏi tăng thêm dương Chí hà nơi này hết thảy có bốn tên nhị bộ thiên tôn ba tên khác thì ở trên chiến trường hai giới chiến đấu An Đạp Vân lắc đầu, các vị không cần làm lớn chuyện, cái này vốn chỉ là một chuyện nhỏ. Thật, chỉ là hôn sự của ba người trẻ tuổi, cần kinh động nhiều nghị bộ thiên tôn như vậy sao? An huynh đã không muốn xuất thủ, vậy thì do hai chúng ta đến giải quyết. Tổ Hà Thiên Tôn bước ra ngoài, gia nhập chiến đoàn. Một tên thiên tôn khác cũng thét dài một tiếng, phi thăng nhập không. Dương Chí Hà thấy có giúp đỡ, tinh thần lập tức đại trấn. Chương 3088 Thiên Tôn cúi đầu đạt tới độ cao như bọn hắn há sẽ để ý ánh mắt thế tục liên thủ vây công lại như thế nào ai dám nói bọn hắn một câu phàn nàn tam đại thiên tôn liên thủ tề oanh lăng hàn lăng hàn không sợ lực lượng của hắn hoàn toàn đến từ bản thân tự tin vô địch đến đánh đi hắn không ngừng vận chuyển ba môn thiên tôn bảo thuật hạch tâm phun trào ra lực lượng duy trì lấy hắn có thể không ngừng tiến hành chiến đấu bất quá tam đại thiên tôn dù sao không phải bất tài dưới liên thủ đủ để cùng lăng hàn địch nổi một trận chiến này chính là hơn một tháng, vẫn bất phân cao thấp. Bốn vị, nghe bản tôn một câu, tạm thời dừng tay như thế nào? An Đạp Vân mở miệng, ba người tổ hà thiên tôn đều thầm gật đầu, lực lượng của lăng hàn giả dích, gần như không có cuối cùng, để bọn hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng áp chế, không bằng thuận thế kết thúc. Lăng hàn lại không chịu, dương trí hà muốn giết cháu trai hắn, dựa vào cái gì ta phải dừng. Hắn không để ý tới tổ hà thiên tôn cùng một thiên tôn khác, chỉ nhìn chằm chằm dương trí hà tấn công mạnh, Ngươi, tổ hà thiên tôn cùng tứ Dạ thiên tôn đều giận dữ, bọn hắn đều đã dừng tay, vì sao ngươi cho thể diện mà không cần. Bọn hắn không cách nào, đành phải lần nữa gia nhập chiến đấu. Ba tháng, nửa năm, một năm, tứ đại thiên tôn chiến đến hôn thiên ám địa, vô cùng kịch liệt. Ba người tổ hà cũng không phải lăng hàn, ở trong thể nội sinh thành lực lượng hạch tâm, có thể liên tục không ngừng sản sinh lực lượng, bọn hắn xác thực cường đại, nhưng luôn có thời điểm lực lượng hao hết, nhưng bọn hắn có ba người, hoàn toàn có thể hai người hợp chiến lăng hàn, để người thứ ba đi qua bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Thiên tôn chỉ cần há miệng hô hấp, liền có thể cưỡng ép rút ra lực lượng thiên địa, mấy hơi thở liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Lăng Hàn có thể cùng Ngô Hạo Dương đánh mười mấy vạn năm, tốc độ khôi phục của bọn hắn quá nhanh. Cứ đánh như vậy, khả năng vĩnh viễn không có kết quả. Đánh lấy đánh lấy, đám người tổ Hà Thiên Tôn đều gấp rồi. Hiện tại bọn hắn đang xâm lược hứa đô vị diện, bọn hắn há có thể lâu dài rời đi chiến trường nhưng lập tức liền để ba vị nhị bộ thiên tôn vấp ở nơi này bên tiền tuyến liền không nói được rồi hứa đô vị diện xác thực không bằng vô tinh vị diện nhưng cũng không kém hơn quá nhiều các hạ người muốn sao mới bằng lòng dừng tay tổ hà thiên tôn chịu thua hắn thấy không có bất kỳ sự tình gì trọng yếu hơn đánh hạ hứa đô vị diện đưa đầu của dương trí hà lên lang hàn nói không có khả năng đừng nói dương trí hà sẽ không đáp ứng ngay cả ba người tổ hà An Đạp Vân cũng không có khả năng đồng ý. Nhị bộ thiên tôn là lực lượng mạnh nhất của vũ tinh vị diện, tuyệt không thể tổn thất một cái. Vậy thì tiếp tục chiến, Lang Hàn lạnh lùng nói, thật quá mức, tam đại thiên tôn ai cũng giận dữ, bọn hắn nhao nhao tế ra thiên tôn bảo khí. Ông ông ông, ba đạo hào quang phóng lên tận trời, đây là ba kiện thiên tôn bảo khí, theo thứ tự là một thanh kiếm, một cây đao cùng một cây trường thương. Bảo khí nơi tay, chiến lực của tam đại thiên tôn đều tăng vụt. Lăng Hàn cũng không khách khí, tế ra tiên ma kiếm, một kiếm kinh hồng, vang chín tầng trời. Bốn người đại chiến, ở mặt này tam đại thiên tôn đã chiếm thượng phong, nhưng muốn nói chân áp Lăng Hàn là căn bản chuyện không thể nào. Lại đánh 10 năm, ngay cả An Đạp Vân cũng nhịn không được, bay lên nói. Lăng Hàn, không sai biệt lắm có thể dừng lại, nếu không bản tôn sẽ xuất thủ. Bọn hắn đều có một mục tiêu, cái kia chính là đánh hạ hứa đô vị diện, chia sẻ vị diện kia. Lăng Hàn cũng biết có nhiều thiên tôn như vậy liên thủ, hắn không có khả năng giết được Dương Chí Hà, thậm chí chỉ cần Dương Chí Hà lựa chọn chạy trốn, hắn liền không khả năng thành công, nếu nhị bộ thiên tôn có thể dễ giết như vậy mới kỳ quái. Hắn nghĩ nghĩ nói, tốt, để Dương Chí Hà xin lỗi cháu của ta, liền tạm thời không truy cứu. T, để nhị bộ thiên tôn xin lỗi một tiên vương. Hơn nữa vẫn là tạm thời không truy cứu. Dương Chí Hà xém chút giận điên lên, hắn một hơi giết sạch một vạn tiên vương tầng 9 lại như thế nào, ai dám nói hắn một câu. Hiện tại bất quá nói muốn giết một tiên vương, lại không có thành công, còn để cho hắn nói xin lỗi. Không làm, vậy thì tiếp tục đánh, dù sao ta không có vấn đề. Lăng Hàn giang tay ra, lộ ra cực kỳ lưu manh. Dương huynh, tổ Hà Thiên Tôn nhìn về phía Dương Chí Hà, xin lấy đại cục làm trọng, Lăng Hàn đã lui một bước, vậy kế tiếp liền đến phiên Dương Chí Hà, lẫn nhau lui một bước mới có thể giải quyết sự tình đúng hay không? Tứ giả thiên tôn cùng An Đạp Vân cũng đồng dạng nhìn hắn, rất có xu thế ngươi không đáp ứng, chúng ta liền ra tay giúp ngươi đáp ứng. Dương Chí Hà dĩ nhiên không thể chết, nhưng hắn cũng không thể hành động theo cảm tính, vô luận như thế nào, trừng phạt hứa đô vị diện mới là trọng yếu nhất. Tốt, gân xanh trên trán Dương Chí Hà trực nhảy, trừ khi hắn trở mặt với những thiên tôn này, bằng không hiện tại hắn nhất định phải cúi đầu. Thân hình của Dương Chí Hà rơi xuống, đứng ở trước mặt lăng phi phàm nói. Bản Tôn không nên động sát niệm đối với ngươi." Lăng Phi phàm móc móc lỗ tai, "Ngươi nói cái gì? Có dạng xin lỗi này sao?" Bản thiếu không tiếp thụ, hắn khoát khoát tay, một mặt hiên ngang lẫm liệt, hiện tại Lăng Hàn chiếm thượng phong, hắn đương nhiên phải bóp một chút. Nói giỡn, thực lực hắn thấp nên bị xoa dẹp bóp tròn. Hắn cũng là người a. À. Đôi mắt của An Tú Nhi lập tức đẹp mê ly, liền thích người trong lòng có loại hào khí ngạo thị thiên hạ này. Trang bức, quần chúng vây xem thì thầm nói: đồng thời cũng vô cùng hâm mộ lăng phi phàm. Có thể làm cho nhị bộ thiên tôn cúi đầu xin lỗi, dù chỉ là một cái hình thức, cũng có thể thổi cả đời. Lăng Hàn thì đứng ở bên người lăng phi phàm, cười nói. Ta cũng không thấy cái này giống như là xin lỗi, làm sao, coi lăng ra chúng ta dễ khi dễ sao. Ánh mắt của hắn phát lạnh, hiện tại hắn vẫn chỉ là chuẩn thiên tôn, chờ hắn thực sự rảo bước tiến lên thiên tôn vị, như vậy giết nhị bộ khẳng định dễ như trở bàn tay. Trong lòng dương trí hà căng thẳng, Hiện tại hắn xác thực có thể không nhìn Lăng Hàn, nhưng đối phương lại chỉ là Chuẩn Thiên Tôn, nếu tiến thêm một bước thì sao? Chương 3089, ngừng chiến. Vậy coi như bảy nhị bộ Thiên Tôn ở nơi này liên thủ, lại có thể ngăn cản được Lăng Hàn sao? Dạng yêu nghiệt này, hoặc là thừa dịp hắn còn không có vô địch xử lý, hoặc chính là chân chính cúi đầu, hoàn toàn bỏ qua đoạn ân oán này. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng thở dài, việc này xác thực là ta làm không đúng, không nên nổi lên sát ý với Lăng tiểu hữu xin lăng tiểu hữu có thể thông cảm hắn nói còn lấy ra một cái không gian thần khí đưa về phía lăng phi phàm cái này coi như là bồi thường hy vọng có thể làm tiểu hữu bất giận vừa xin lỗi lại còn bồi thường đối với một vị nhị bộ thiên tôn mà nói đây thật là thả tư thái đến thấp nhất lăng phi phàm nhìn về phía lăng hàn thấy lăng hàn nhẹ gật đầu hắn liền tiếp nhận không gian thần khí cười nói tiền bối ngươi thật sự là quá khách khí về sau cứ việc giống vãn bối chỉ cần mỗi lần cho vãn bối loại bồi thường này là được. Hắn dùng thần thức quét nhìn, bảo vật trong không gian thần khí thật sự là nhiều đến kinh người. Dương Chí Hà có một loại cảm giác tức điên người, bởi vì đây chính là xính lễ hắn chuẩn bị cho Dương ra, dùng của cải của nhà hắn cũng không bỏ ra nổi mấy lần a. À. Người còn muốn nhiều mấy lần, lăng đạo hiếu, còn có các vị đạo hiếu, vào ngồi một chút đi. An Đạp Vân mời, qua nhiều năm như thế, An gia tự nhiên đã sớm trùng kiến tốt rồi tứ đại nhị bộ thiên tôn cộng thêm lăng hàn bọn hắn nhao nhao tiến vào an gia có chút nhất bộ thiên tôn cũng tới muốn dự thính có lẽ năm vị siêu cấp cường giả sẽ nghiên cứu thảo luận võ đạo cho bọn hắn cơ hội tham khảo lăng đạo hiếu người đến từ phương nào sau khi ngồi xuống tứ giả thiên tôn liền nhịn không được hỏi chỗ nào mới có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt biến thái như vậy tiên vực vị diện lăng hàn cười nói cũng không giấu giếm tiên vực vị diện chúng thiên tôn đều mờ mịt chưa từng nghe qua nơi này a à. Lăng Hàn giải thích một chút, tiên vực vị diện chính là thế giới mới nhất mà nguyên thế giới đản sinh, chỉ ít ở sau tiên vực vị diện còn không có vị diện kế tiếp đả thông, thì chính là như thế. Vị diện cấp thấp, chư thiên tôn ai cũng chấn kinh, loại vị diện này có thể bồi dưỡng được quái vật giống như Lăng Hàn sao? Kia thật là vị diện cấp thấp sao? Lăng Hàn còn nói sự tình hắn đi vị diện cao cấp, miêu tả cho bọn hắn một thiên địa càng rộng lớn hơn, đồng thời cũng có một thanh đao treo ở trên đầu tất cả mọi người. Nghe được cuồng loạn tồn tại, Sắc mặt của chúng Thiên Tôn rất khó coi. Bọn hắn vắt hết óc muốn diệt hứa Đô vị diện, mượn quá trình này để tu vi tăng lên, nhưng hiện tại xem ra, cái này rất giống hai người ở đánh nhau miệng núi lửa, mặc kệ ai thua ai thắng, nhưng chỉ cần núi lửa dâng trào, hai người kia đều chỉ có hôi phi yên diệt. Ta muốn khuyên các vị một câu, dừng lại chiến đấu không có ý nghĩa, tiến về viêm xương vị diện chống cửa cuồng loạn xâm lấn, nếu không một khi để cuồng loạn tiến quân thần tốc, như vậy toàn bộ thế giới đều không còn. Lang Hàn nói hơn nữa viêm xương vị diện chính là vị diện cực kỳ cao cấp có hy vọng tu đến thất bộ đây mới là vùng đất mà võ giả chúng ta hướng tới nghe xong lời này tất cả mọi người do dự trinh phạt hứa đô vị diện chính là mộng tưởng của bọn hắn không biết có bao nhiêu cường giả tiềm lực vô tận chết ở trên chiến trường nhưng bây giờ đột nhiên nói không đánh mọi người hòa hòa khí khí liên thủ đi khai chiến với cuồng loạn để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận lang hàn cười ha ha nếu ta không có nhìn thấy thì thôi nhưng nếu biết nơi này còn đang tiến hành hao tổn, vậy ta tất nhiên sẽ nhúng tay. Các vị, hoặc là mọi người ngừng chiến, hoặc là ta liền gia nhập Hứa Đô vị diện. Có ta gia nhập, các vị cho rằng còn có thể đánh hạ Hứa Đô vị diện sao? T, tất cả mọi người nhe răng, chỉ cảm thấy Lăng Hàn vô cùng vô lại, thế mà uy hiếp người như thế. Nhưng cái này cực kỳ hiện thực, trước đó Tam đại nhị bộ thiên tôn liên thủ cũng không thể áp chế Lăng Hàn, dạng cường giả này một khi gia nhập Hứa Đô vị diện không nói làm cho đối phương chuyển bại thành thắng, nhưng chỉ ít có thể bất bại. Lăng đạo hiếu, đây cũng không phải là chuyện của ngươi, cần gì phải làm ác nhân. Tổ Hà Thiên Tôn nhịn không được nói. Lăng Hàn lắc đầu, các vị, các ngươi không có đi ngoại vực chiến trường, không biết nơi đó tàn khốc, hiện tại trọng yếu nhất chính là chống cự cuồng loạn xâm lấn, nếu không, tổ chim bị phá chứng có an toàn sao, dù chư vị trở thành tứ bộ lại như thế nào, sẽ chỉ bị nghiền thành cặn bã. Đám người im lặng lần nữa, nhưng không có người hoài nghi lăng hàn cố ý biên một cái cuồng loạn ra dọa bọn hắn vậy cũng quá xin lỗi thân phận của hắn đi cho chúng ta suy tính một chút chúng thiên tôn đều nói việc này quá trọng đại ai cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện liền hạ quyết định đám người rời đi lăng hàn thì cùng an đạp vân thương lượng hôn sự của lăng phi phạm cùng an tú nhi hai người trẻ tuổi vốn là tình trạng ý thiếp lại thêm hiện tại cũng môn đăng hộ đối hôn sự tự nhiên rất nhanh liền định xuống bọn hắn không có vội vã thành hôn lăng hàn muốn trước đi hứa đô vị diện một chuyến nhận lấy vợ chồng lăng kiến tuyết mặt khác hắn còn muốn bình định hai vị diện chiến tranh lăng hàn mang lăng phi phạm xuất phát đi về phía thông đạo hai giới tốc độ của hắn bây giờ nhanh đến mức kinh người chỉ mấy ngày liền đi tới địa phương cái này cùng tiên vực không sai biệt lắm có quân đội đồn trú đại lượng võ giả ở trong đó mạo hiểm lăng phi phạm đi theo phụ mẫu xuyên qua rất nhiều vị diện sớm đã thành thói quen thích ứng quy tắc từng thế giới lăng hàn lại càng không cần thiết hắn tạo thành lực lượng hạch tâm của mình vô luận đi đến thế giới nào cũng giống nhau sự cường đại của hắn đến từ nội tại bởi vậy thời điểm đi vào thông đạo chiến lược của hai người cũng không có nhận lấy ảnh hưởng chút nào bọn hắn không chút khó khăn dung nhập thế giới này ai cũng nhìn không ra bọn hắn có khác nhau gì tự nhiên cũng không có người ngăn cản để bọn hắn tùy tiện thông qua sau đó bắt đầu vượt qua hai giới phí hết một chút tay chân bọn hắn thông qua giới tuyến sau đó trở lại hứa đô vị diện ở chỗ này Bọn hắn đồng dạng không có gây nên bất luận người nào chú ý, phảng phất chính là thổ dân nơi này. Chương 3090, dội nước bẩn, Lăng Phi Phàm dẫn đường, tiến về doanh địa nơi này, tìm kiếm vợ chồng Lăng Kiến Tuyết. Lăng, Lăng Phi Phàm, nhìn thấy Lăng Phi Phàm, người trong doanh địa đều cực kỳ chấn kinh, trong bọn họ là có không ít người nhìn thấy hắn chiến bại bị bắt làm tù binh, làm sao lại đột nhiên trở lại? Lăng Phi Phàm, ngươi làm sao trở lại rồi? Đúng a, à, người không phải bị bắt sao, làm sao trở về? đám người nhao nhao hỏi hết sức tò mò lăng phi phàm còn chưa kịp trả lời liền gặp một thanh niên chen tới ánh mắt đảo qua nói lăng phi phàm người có phải đầu nhập vào địch nhân cho nên bọn hắn mới thả ngươi trở lại làm gian tế hay không lời này vừa nói ra mọi người đều xôn xao lăng phi phàm giận dữ nói khương nhất nhiên người không nên ngậm máu phun người ha ha một nhà các ngươi đều không phải người của vị diện chúng ta phản bội đầu hàng cũng không kỳ lạ người trẻ tuổi này nói hắn gọi khương nhất nhiên về phần tại sao nhằm vào lăng phi phàm như thế rất đơn giản một nữ tử hắn coi trọng lại vô cùng có hảo cảm với lăng phi phàm để hắn ở các loại trường hợp đều sẽ tìm lăng phi phàm gây phiền toái mà lần này cơ hội càng tốt hơn một tiên vương tầng một nho nhỏ lại có thể ở sau khi bị nắm đi vị diện khác còn sống trở lại hơn nữa không có bị một chút xíu tổn thương tự mình trốn trở về ai có thể tin tưởng khẳng định có quỷ ngươi là hỗn đản lăng phi phàm lộ ra sát ý cái tội danh này cũng quá lớn người này cực hắc thật muốn ngồi vững tội danh này vậy chẳng những hắn ngay cả cha mẹ của hắn cũng bị liên lụy thế nào còn muốn giết người diệt khẩu khương nhất nhiên ngẩng cổ nói hắn không sợ lăng phi phàm bởi vì hắn cũng là tiên vương tầm một đánh nhau cùng cấp hắn tự tin không thua đánh chết tên vương bát đản ngươi lăng phi phàm liền xông ra ngoài công kích khương nhất nhiên quả nhiên bị ta để lộ chân diện mục thẹn quá thành giận khương nhất nhiên cười lạnh nói Hai tay vung lên, nhanh đi mời chư vị đại nhân, nhất định phải hảo hảo thẩm. Phốc, hắn đang nói chuyện, một quyền của Lăng Phi Phàm đã đánh tới. Hiện tại Lăng Phi Phàm là được Lăng Hàn rèn luyện thân thể, có được thể thuật cường đại, dù không thể so sánh với Lăng Hàn năm đó, nhưng cũng tương đối bất phàm. Dưới một trọng quyền, hai tay của Khương nhất nhiên bị đánh gãy, cả người thì bị đánh cho bay lên, đánh tới hậu phương. Bang, phía sau hắn có mười mấy người đều thành đệm thịt của hắn một đống người đều lui về phía sau lúc này mới ngừng lại. Khương nhất nhiên không thể tưởng tượng nổi, làm sao lăng phi phàm mới ra ngoài mấy năm, trở lại liền trở nên mạnh như vậy. Nhìn, nhìn, ngươi nhất định là tư thông ngoại địch, nếu không làm sao có thể có được chiến lực như vậy. Hắn lớn tiếng kêu lên, nguyên lực phun trào, cánh tay bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ngươi thật sự là đang tìm cái chết sao? Lăng phi phàm xâm nhiên nói, có lăng hàn ở một bên, hắn lực lượng 10 phần, căn bản khinh thường cãi lại. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Khương nhất nhiên cười ha ha, coi như ngươi chắn được miệng của ta, lại chắn được miệng thiên hạ sao? Hắn chính là hung hăng dội nước bẩn cho lăng phi phàm, vì lăng phi phàm trở lại quá mức quỷ dị, rất dễ dàng liền đem bạch nói thành hắc. Lăng phi phàm khẽ quát một tiếng, hắn xuất thủ lần nữa, công kích về phía Khương nhất nhiên. Bành, 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 chỉ mấy lần mà thôi, Khương nhất nhiên liền bị đánh cho chật vật không chịu nổi, ở dưới thể thuật cùng quy tắc hợp bích, hắn làm sao có thể là đối thủ. Lăng phi phàm, trước dừng tay, đúng đấy, người xác thực cần giải thích rất nhiều thứ. Những người khác ngồi không yên, nhao nhao kêu lên, lăng phi phàm giận dữ, thời điểm hắn dội nước bẩn cho ta, tại sao không có người ngăn hắn. Tất cả mọi người im lặng, nhưng trong lòng lại nói, mặc dù Khương nhất nhiên nói có chút quá mức, nhưng cũng là nghi vấn trong lòng bọn họ. Trong doanh địa, ai dám nháo sự, một thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, chỉ thấy một nam tử áo trắng cũng xuất hiện, hắn phong độ nhẹ nhàng, áo trắng không dính một hạt bụi. Không ít nữ tử lập tức lộ ra vẻ ngưỡng mộ, nam tử mặc áo trắng này gọi thẩm ba, chính là tiên vương tầng 9. Ở vị diện cấp thấp, thiên tôn chỉ có mấy cái, tiên vương tầng 9 có thể nói là người mạnh nhất, đương nhiên khiến người tâm động. Gặp qua thẩm đại nhân, Khương nhất nhiên vội vàng chắp tay, lang phi phàm cũng dừng tay nói. Thẩm đại nhân, thẩm ba nhấc nhấc tay, ánh mắt nhìn về phía lăng phi phàm, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người trở lại rồi. Vậy người bị bắt khác đâu? Ta làm sao biết?" Lăng Phi phàm thầm nói, hắn bởi vì An Tú Nhi bị trực tiếp mang đến An gia, tự nhiên không có khả năng biết tình huống người bị bắt khác. Hắn lắc đầu, "Ta không biết." "Vì sao lại không biết?" Ngữ khí của Thẩm Ba mãnh liệt, "Ngươi là làm sao trốn ra?" Lăng Phi phàm đè xuống lửa giận trong lòng nói, "Ta đã trở lại, tự nhiên sẽ nói rõ ràng mọi chuyện." "Bất quá, gia phụ gia mẫu lo lắng an nguy của ta, có thể để cho ta trước đi gặp bọn họ hay không?" ngươi thông đồng với địch cái kia chính là tội lớn còn muốn gặp người nào khương nhất nhiên chen lời nói thẩm ba lộ ra bất mãn hắn đang nói chuyện ai có tư cách xen vào nhưng khương nhất nhiên nói cũng là suy nghĩ trong lòng hắn bởi vậy hắn chỉ trừng mắt nhìn khương nhất nhiên nhưng không trách phạt lăng phi phàm ta xử sự làm người xứng đáng thiên địa xứng đáng lương tâm lăng phi phàm lớn tiếng nói các ngươi đối với ta như thế không sợ để cho người ta thất vọng đau khổ sao nếu như ngươi thanh bạch, thì có cái gì phải lo lắng. Thẩm ba ngữ khí thật lệ, còn không mau nói, phi phàm, đúng lúc này, chỉ thấy hai thanh âm gần như đồng thời vang lên, liền thấy hai nam nữ bay vào tới. Lăng kiến tuyết, trần xương xương, cha, mẹ, lăng phi phàm vội vàng kêu lên, sau khi hắn bị bắt khẳng định làm qua dự tính xấu nhất, bây giờ thấy song thân, lập tức có một loại cảm giác như cách một thế. Ba người đang muốn ôm nhau, thẩm ba lại đưa tay cản lại. Hai vị, con của các người cực có khả năng thông đồng với địch, trước khi không có biết rõ ràng, hắn cần tiếp nhận thẩm vấn. Lăng kiến tuyết giận dữ, bọn hắn một nhà ba người tới đây, vì thế giới không phải là của mình mà chiến đấu, hiện tại lại bị chụp mũ thông đồng với địch. chương 3091, vây công, bởi vì giận không kiềm được, hắn cũng không để ý đến Lăng Hàn, hiện tại Lăng Hàn y nguyên bẩn thỉu huống hổ lại qua một kỳ nguyên, hắn làm sao nghĩ tới người này chính là cha ruột của mình. Thẩm ba, tránh ra cho ta, Hắn xâm nhiên nói, vì hứa đâu vị diện chiến đấu, đó là bởi vì hắn trời sinh giàu có tinh thần trọng nghĩa, không thích nhìn cường giả khi dễ kẻ yếu, một đường đều là như thế, nhưng bây giờ bọn hắn nỗ lực không cầu hồi báo, đổi lấy lại là nhi tử bị xem như tội phạm thông đồng với địch, đây là hắn không thể nhịn Lăng kiến tuyết, người còn muốn cùng ta động thủ sao? Thẩm ba cũng lạnh lùng đáp lại, hắn tự nhiên không sợ đối phương. Động thủ lại như thế nào? Trần Sương Sương tính khí nóng nảy. Lập tức xuất thủ công tới thẩm ba Lúc trước nàng có thể được thiên thánh công thu làm đệ tử Thiên phú tự nhiên không yếu Một kỷ nguyên xuống nàng cũng tu đến tầng 9 Có tư cách đối kháng thẩm ba Oanh, hai đại cường giả kịch chiến Đám người tự nhiên chỉ có chạy trốn bốn phía Nếu như bị một đạo dư ba cuốn tới Kia thật là quá xui xẻo Lăng kiến tuyết thì thừa cơ đi tới trước mặt lăng phi phàm Phi phàm, người không sao chứ Cha, ta không sao Lăng phi phàm nói Lúc này Lăng Kiến Tuyết mới nhìn về phía Lăng Hàn, không khỏi dâng lên một cảm giác quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hơn nữa, đây là hứa đô vị diệt, hắn làm sao có khả năng nhận biết người nào. Lăng Phi Phàm vừa định làm rõ thân phận của Lăng Hàn, nhưng cảm giác một cô áp lực đáng sợ đánh tới, để bộ ngực hắn buồn bực, lời đến miệng lại nói không ra. Lôi Huynh, Trần Huynh, Triệu Huynh, thân sắc của Lăng Kiến Tuyết nghiêm nghị, thoáng một cái liền đến ba tên tiên vương tầng 9 trước chúc mừng Lăng Huynh, thế tử không có việc gì trở về. Lôi băng nói, bất quá, lần này bị bắt tổng cộng hơn 3.000 người, vì sao chỉ có Lăng thế tử không việc gì quay về, cái này tự nhiên cần giao phó một chút. Lăng kiến tuyết bụng đầy lửa giận, mấy vị, một nhà ba người chúng ta ở đây chiến đấu mấy trăm vạn năm, nỗ lực tâm huyết hẳn là được mọi người nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ ngay cả tiến nhiệm tối thiểu cũng không có sao. Ha ha, lòng người khó dò, ai biết được. Trần Vọng Vân từ tốn nói, cũng giống như cho Lăng Kiến Tuyết một đao. Cho nên, Lăng huynh cũng xin phối hợp một chút, để chúng ta hảo hảo thẩm tra, nếu không có vấn đề, chúng ta nguyện ý bồi tội Lăng huynh cùng phu nhân." Triệu Bắc Nguyệt cười nói, đây là muốn vợ chồng Lăng Kiến Tuyết thúc thủ chịu trói. Lăng Kiến Tuyết càng thêm phẫn nộ, cũng bởi vì chuyện này, liền coi bọn hắn là tội phạm. Một khi rơi vào tay người, sinh tử liền không do mình làm chủ, làm một võ giả sao cho phép xảy ra chuyện như vậy? Các vị đã có lòng nghi ngờ Vậy nơi này cũng không thích hợp chúng ta ở lại." Lăng Kiến Tuyết thở dài, "Sương Sương, chúng ta đi." Hưu, Trần Sương Sương lui trở lại, cùng Lăng Kiến Tuyết đứng chung một chỗ. "Đi." Thẩm Ba Sâm Nhiên nói, "Các ngươi là trột dạ sao?" Giang Ba nói chuyện phải nhìn Lương Tâm, Lăng Kiến Tuyết dùng thanh âm trầm thấp nói, hắn đã thật sự nổi giận. "Đối với phản đồ, có cái gì phải khách khí." Lôi Băng nói, "Đi." Lăng Kiến Tuyết nói, "Đi được sao?" Triệu Bắc Nguyệt xuất thủ trước, công về phía vợ chồng lăng kiến tuyết về phần lăng phi phạm cùng lăng hàn thì bị hắn không nhìn bởi vì một cái mới chỉ là tiên vương tầng một một cái khác càng như tên ăn mày thấy thế nào cũng không giống cao thủ lăng kiến tuyết nghênh tiếp bành 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 hai người lập tức đại chiến lăng hàn cố ý không xuất thủ hắn chính là muốn nhìn một chút thực lực bây giờ của nhi tử hắn lập tức gật đầu lăng kiến tuyết không có uổng phí nhiều qua vị diện như vậy hắn không ngừng trùng tu quy tắc của từng vị diện rèn luyện cơ sở vô cùng vững chắc khoảng cách đột phá chuẩn thiên tôn chỉ thiếu một chút. Nguyên bản, dùng tư chất của lăng kiến tuyết là vô vọng đột phá thiên tôn, nhưng thế sự không có tuyệt đối, hắn sửng sốt dựa vào cố gắng của mình, quả thực là biến không thể thành có thể. Không hổ là con của hắn, triệu bắc nguyệt không phải đối thủ của lăng kiến tuyết, giao thủ không có mấy chiêu liền rơi vào hạ phong, thế là lôi băng, giang ba đều xuất thủ, triển khai vây công. Trần Sương Sương khẽ quát một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn, hiệp trợ trượng phu của mình. Trần Vọng Vân cũng không cam chịu lạc hậu, biến thành 4 đánh 2. Nơi này tự nhiên không chỉ có 4 tên tiên vương tầng 9 như lôi băng, theo chiến đấu tiếp tục, càng ngày càng nhiều tiên vương tầng 9 xuất hiện, nhưng đều không có xuất thủ, rất nhiều người đều tự trọng thân phận, không muốn cùng người liên thủ. Lăng Hàn cố ý rèn luyện nhi tử, cũng ở một bên nhìn xem, không đến lúc bọn hắn gặp được nguy hiểm tính mạng liền không xuất thủ. Lăng Kiến Tuyết thực sự bất phàm, mặc dù hắn không yêu nghiệt bằng Lăng Hàn, không tu thể thuật, nhưng cơ sở của hắn quá chắc, một người liền có thể địch nổi tứ đại cường giả, Trần xương xương thì như thích khách, dùng du đấu làm chủ, vợ chồng hai người phối hợp hết sức ăn ý. Hai đối bốn, bọn hắn chẳng những không có rơi vào hạ phong, thậm chí có dấu hiệu thắng được. Nhưng mà, lập tức lại có ba tên tiên vương tầng 9 xuất thủ, cùng một chỗ vây đánh vợ chồng Lăng Kiến Tuyết. Bởi như vậy, hai người Lăng Kiến Tuyết lập tức chống đỡ hết nổi, rơi vào hạ phong. Lăng Huynh, làm gì giấy ruộng, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói chúng ta cũng sẽ không tổn thương ba người các ngươi dù sao các ngươi làm cống hiến chúng ta đều nhìn ở trong mắt lôi băng nói lang kiến tuyết đương nhiên sẽ không tin tưởng đây thật là đang gạt tiểu hài ba tuổi hắn cuối cùng minh bạch câu nói không phải tộc ta tất có dị tâm kỳ thật dị tâm không phải hắn mà là người nơi này chưa từng tin tưởng hắn thua thiệt hắn còn đầy ngập nhiệt huyết phá vây hắn nhìn trần xương xương thần thức truyền âm nếu dẫn xuất chuẩn thiên tôn thậm chí nhất bộ nhị bộ thiên tôn như vậy bọn hắn khẳng định không cách nào chạy thoát. Mà trên người hắn có bí bảo, có thể che giấu khí tức, cho nên, chỉ cần bỏ rơi truy binh, ngay cả thiên tôn xuất thủ cũng không có khả năng tìm tới bọn hắn. Trần Sương Sương gật đầu, hai người đột nhiên bộc phát đại chiêu, lập tức giết ra trùng vây. Tiên vương muốn giết tiên vương, khó, nhất là cùng dai. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ngử lạnh vang lên, lập tức như trọng trùy, chấn đến vợ chồng lăng kiến tuyết đồng thời thân hình run rẩy dữ dội, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. chương 3092, phụ tử nhận nhau một. Thiên tôn xuất thủ, không phải chuẩn thiên tôn. Hắc vân xoay tròn, phía trên đám người, trong tầng mây có một khuôn mặt hiển hiện, xấu xí, như lôi công. Bái kiến tuyệt lôi đại nhân, tất cả mọi người quỳ xuống. Tuyệt lôi thiên tôn, nhất bộ, nhưng còn có bốn người không có quỳ, một là lăng hàn, còn có một nhà ba người lăng kiến tuyết. Lớn mật, ở trước mặt bản tôn còn dám đứng. Tuyệt lôi thiên tôn bất mãn nói, hắn là một vị thiên tôn mới lên cấp, cho nên quy củ đặc biệt lớn, nhất là nhìn thấy tiên vương tầng 9 đã từng cùng dai cúi đầu ở trước mặt mình, để hắn đặc biệt thoải mái. Lăng kiến tuyết lạnh lùng không đáp, hắn có một chút rất giống lăng hàn, cái kia chính là một thân ngông nghênh, chỉ là dấu ở phía dưới bình thường ôn hòa của hắn. Đứng thì thế nào, đừng xem mình quá cao, người cũng không phải từ người bình thường từng bước một tu luyện tới sao. Lăng phi phàm đột nhiên nói, câu nói này ra miệng, tất cả mọi người chấn kinh một tiên vương nho nhỏ, lại dám răn dậy thiên tôn. Đây là muốn chết sao? Tuyệt lôi thiên tôn vốn rất bất mãn, thấy lăng phi phàm lại dám khiêu chiến mình, lập tức sát khí dâng lên. Hắn là thiên tài không sai, nhưng chưa từng có quy định thiên tài nhất định phải lòng dạ rộng lớn. Hắn xuất thủ, oanh, một cái đại thủ từ trong tầng mây đánh ra, chấp động lên lôi đình minh mông, vỗ xuống lăng phi phàm. Thiên tôn không cần bất kỳ cố kỵ, thấy ngứa mắt, liền có thể giết. Oanh, đại thủ ghim xuống, thiên địa cũng run rẩy. Vợ chồng lăng kiến tuyết đều tuyệt vọng, bọn hắn bây giờ bị khí thế của thiên tôn áp chế, căn bản bất lực xuất thủ, làm sao xuất thủ cứu nhi tử. Lăng phi phàm lại bình thản không sợ, y nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, tuyệt không cúi đầu. Hắn đương nhiên có lực lượng, lăng hàn ngay cả nhị bộ thiên tôn cũng có thể chiến thắng, huống chi đây chỉ là nhất bộ. Banh, đại thủ đè xuống, bị một cái tay khác cản lại, không thể hoàn toàn ghim xuống. Lập tức, ánh mắt mọi người đều ngưng ở trên người lăng hàn, đây là thiên tôn của vũ tinh vị diện đám người lập tức nói bản vị diện tuyệt không có dạng thiên tôn này mà hắn lại cùng lăng phi phàm chung một chỗ từ vũ tinh vị diện đến không phải thiên tôn nơi đó thì là cái gì tuyệt lôi thiên tôn xứng sờ nhưng lập tức cười lạnh coi như ngươi là nhị bộ thiên tôn nhưng tới đây ngươi chỉ có thể coi là nhất bộ lại thêm thiên địa áp chế ngươi chưa chắc là đối thủ của bản tôn nhị bộ thiên tôn khẳng định là thể ngộ lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện cùng một loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới nhưng mà đổi một cái vị diện lực lượng độc nhất chỉ có vào chứ không có ra cũng không có khả năng lại điều động đến cho nên đổi một vị diện nhị bộ thiên tôn kỳ thật chỉ có thể coi là nhất bộ thiên tôn nhất bộ thiên tôn xa xa không phải đối thủ của nhị bộ cái này không chỉ nắm giữ ít một loại lực lượng trí cao hơn nữa còn bởi vì lực lượng đặc thù của một vị diện là không có khả năng siêu việt lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới nhưng mà chạy đến một vị diện khác lực lượng đặc hữu chỉ tồn tại ở trong cơ thể thiên tôn dùng một chút hít một chút, điểm ấy giống như tiên vương, như vậy nhị bộ thiên tôn chẳng mấy chốc sẽ rơi về nhất bộ. Lại thêm vị diện khác nhằm vào, nhị bộ thiên tôn không bằng nhất bộ thiên tôn bản thổ cũng không phải chuyện không thể nào. Nếu không phải như thế, vị diện cao xâm lược vị diện thấp không phải dễ như trở bàn tay liền có thể quét ngang sao. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, thu tay về, không sợ chết, cứ việc thử một chút, tuyệt lôi thiên tôn do dự, hắn tuyệt không tin tưởng một người có thể tu đến thiên tôn sẽ là đồ đần, như vậy đối phương dám đơn thương độc mã tới đây, khẳng định là có một loại nắm chắc nào đó. Chẳng lẽ, vô tình vị diện muốn phát động đại công kích, cho nên mới có một thiên tôn đi đầu mở đường. Hắn vội vàng phát ra tín hiệu, bất kể như thế nào, cẩn thận là hơn. Ngươi là ai, có dám báo ra tính danh không? Tuyệt Lôi Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Đây cũng là tất cả mọi người nghi hoặc, cao thủ, nhất là thiên tôn, làm sao có thể trống rỗng xuất hiện? Lăng Kiến Tuyết nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, đột nhiên ánh mắt sáng lên thần sắc trở nên kích động. Đây là, đây là, đây là Lăng Hàn, Lăng Hàn, Tuyệt Lôi Thiên Tôn Lơ Ngơ, hắn căn bản không có nghe nói qua nhân vật như vậy. "Chẳng cần biết ngươi là ai, khuyên ngươi không nên nhúng tay." "Cha!" Lăng Kiến Tuyết kêu lên, hắn cuối cùng biết vì cái gì nhi tử có thể trở lại, đó là bởi vì Lăng Hàn xuất thủ. "Ừm," Tuyệt Lôi Thiên Tôn lập tức biết mình nháo cái ô long, còn gọi người khác không nên nhúng tay, dựa vào thân nhi tử của mình sắp bị giết bị đánh ai có thể nhịn được không xuất thủ nguyên lai like thật đúng là không có oan uổng các ngươi thật sự là gian tế của vũ tinh vị diện hắn nói nếu không phải như thế lăng hàn cùng lăng phi phàm làm sao lại từ vũ tinh vị diện đi đến lăng hàn đưa tay nhấn một cái lực lượng không thể chống đỡ trào lên lăng kiến tuyết cùng trần sương sương lập tức không còn áp lực nhao nhao đứng dậy hắn lắc đầu bây giờ mới biết có cha như ta sao vì sao trước kia mỗi ngày đi ở bên ngoài bằng không thì hắn cũng mang nhi tử đi viêm xương vị diện rồi. Lăng kiến tuyết sờ đầu, có chút xấu hổ, các ngươi, tuyệt lôi thiên tôn khẽ quát, thật quá mức, coi thiên tôn như hắn là bài trí sao. Hắn giận dữ xuất thủ, oanh, cuốn lên phong vân vô biên, ấn về phía lăng hàn. Lăng hàn một tay chống trời, cản lại tất cả công kích, một bên thì đưa hách liên tầm tuyết ra tiên khách cư, gặp gỡ nhi tử. Mẹ con gặp mặt, đương nhiên đều hết sức kích động, hách liên tầm tuyết càng châu lệ trong suốt, đây thật là nhớ chết nàng. Tuyệt lôi thiên tôn một mực cuồng oanh loạn tạc, nhưng mười cái hô hấp sau, hắn liền ngạc nhiên ngừng lại. Lăng Hàn chỉ là một tay chống trời, liền cản lại toàn bộ công kích của hắn, cái này cần thực lực kinh khủng bậc nào. Hắn manh động thoải ý, chỉ ít không thể đơn độc đối mặt Lăng Hàn. Thật to gan, dám đơn thương độc mã sông tới. Thanh âm lạnh lùng vang lên, một bóng người từ phía chân trời bay đến, chỉ là nhất bộ mà thôi, đứng ở trên bầu trời. Đây là một nam tử nhìn qua hết sức trẻ tuổi, nhưng trên đầu mọc ra một cái độc giác màu bạc, tản ra khí thế kinh người. Bái kiến Huyền Giác đại nhân, đám người lại quỳ đầy đất, cái này tự nhiên lại là một vị thiên tôn, Phong Hào Huyền Giác cũng là nhất bộ. Chương 3093, phụ tử nhận nhau hai. Tuyệt Lôi Thiên Tôn lập tức dũng khí đại sinh, sau khi tới đây, nhị bộ thiên tôn của Vũ Tinh vị diện cũng biến thành nhất bộ, coi như mạnh hơn hắn lại như thế nào, hai đại thiên tôn liên thủ đủ để đối kháng. Rất tốt người một nhà các ngươi cũng coi như đoàn tụ, vậy thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Hắn nói, ánh mắt lăng hàn phát lạnh, xem ra, ngươi thực sự là muốn chết, chớ có phách lối, ngươi bây giờ cũng chỉ là nhất bộ thiên tôn mà thôi. Tuyệt lôi thiên tôn khinh thường nói, lăng hàn xuất thủ, bắt về phía tuyệt lôi thiên tôn. Lại tới đây, ngươi chính là long cũng muốn cuộn lại. Tuyệt lôi thiên tôn không sợ nghinh tiếp, bành, hai người đối oanh một kích, biểu lộ nguyên bản ngạo nghế của tuyệt lôi thiên tôn lập tức biến hóa, Giống như gặp quỷ, thân thể chấn động, cả người phun ra một đoàn huyết vụ, kém chút liền bị chụp chết. Làm sao có thể, mình là Nhất bộ Thiên Tôn, coi như không bằng Nhị bộ Thiên Tôn, nhưng thiên địa áp chế cũng không nên là kết quả như vậy a. À. Huyền Giác Thiên Tôn nhìn Lăng Hàn, hắn đồng dạng vô cùng chấn động, vội vàng phát ra thần thức ba động, gọi càng nhiều cường giả đến đây trợ trận. Lăng Hàn không để ý đến Huyền Giác Thiên Tôn, nhắm Tuyệt Lôi Thiên Tôn vỗ tới một trường. Tuyệt Lôi Thiên Tôn cắn răng, hắn dùng hết toàn lực đáp lễ về phía Lăng Hàn. Đây là hứa đô vị diện, là địa bàn của hắn, chỉ cần hắn có thể chống đỡ một hồi, lập tức sẽ có cường giả chạy đến. Chỉ là nếu như Lăng Hàn đã động sát ý, làm sao hắn có thể ngăn cản. Banh, một trường đè xuống, như một thế giới sụp đổ, lực lượng vô tận trấn áp ở trên thân tuyệt lôi thiên tôn, để hắn sinh sinh nằm xuống dưới. Trước mắt bao người, một vị thiên tôn bị người đập lên mặt đất. Mặt mũi còn đâu, biểu lộ của Lăng Hàn lạnh lùng con của ta cũng là người có thể nhục nhã. Trước đó tuyệt lôi thiên tôn vừa xuất hiện liền dùng khí thế thiên tôn áp bách vợ chồng lăng kiến tuyết, trần xương xương rơi xuống đất, khi đó vì để hai người này rèn luyện một chút, lăng hàn mới không có xuất thủ, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ quên. Phải biết, thân nhân là nghịch lân của hắn, ai động người đó chết. Tuyệt lôi thiên tôn nằm dạp trên mặt đất, căn bản không có cách động một ngón tay, tranh lệch to đến tựa như là nhị bộ thiên tôn đang khi dễ nhất bộ. Hắn nhìn thấy, người xung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, cái này khiến hắn xấu hổ giận dữ. Thiên tôn A, đó là nhân vật bực nào? Hắn nhất niệm chưa xong, đã thấy lăng hàn dơ lên chân, đạp tới đầu của hắn. Hắn quá sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất đã đủ mất mặt, nếu như bị người dẫm ở dưới lòng bàn chân, về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Người dám, tuyệt lôi thiên tôn quát, ba, lăng hàn một cước rơi xuống, dẫm ở trên mặt tuyệt lôi thiên tôn, còn ép hai lần. Có cái gì không dám? vợ chồng lăng kiến tuyết đều kích động lăng hàn đây là thay bọn hắn xuất khí mà lăng phi phàm càng nhiệt huyết sôi trào hắn rất muốn có được thực lực giống như lăng hàn ai chọc ta ta giết kẻ ấy khoái ý ân cừu các hạ không sai biệt lắm cũng có chừng có mực a à. một thanh âm ung dung vang lên liền thấy một lão giả tóc trắng đi ra thân hình hắn cao lớn sắc mặt hồng nhuận tóc dùng một dây gai buộc lên còn có một dây chuyền hồ lô tràn đầy vận vị cổ kính linh hồ thiên tôn đám người lại quỳ gối hành lễ ngay cả huyền giác thiên tôn cũng có chút khom người nói. Gặp qua linh hồ đại nhân, đây là một vị nhị bộ thiên tôn, a à, hắn muốn giết con ta, tại sao ta phải buông tha hắn? Lăng hàn y nguyên dẫm lên tuyệt lôi thiên tôn, không có dự định nhất chân. Bởi vì đây là ý tứ của bản tôn, linh hồ thiên tôn nói, một luồng khí thức đáng sợ lập tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra, oanh, như uông dương đại hải, ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng ngăn không được run rẩy Linh hồ thiên tôn cực kỳ bá khí, ta nói, cái kia chính là trời, cái kia chính là đất, cái kia chính là đạo lý." Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, "Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách." Hắn cúi đầu nhìn về phía Tuyệt Lôi Thiên Tôn, "Ta hỏi ngươi, ngươi có hối hận không?" Trước mắt bao người, coi như trong lòng Tuyệt Lôi Thiên Tôn có kiêng kỵ cũng không có khả năng chịu thua, lập tức ngẩng đầu nói, "Bản tôn làm việc, không thẹn với thiên địa, có gì phải hối hận?" "Rất tốt." Lăng Hàn gật gật đầu, chân nhấc, đám người còn tưởng rằng hắn muốn thả người, trong lòng ai cũng a à một chút dù sao đây chính là hứa đô vị diện, lòng quá giang lại mãnh cũng phải kiêng kỵ địa đầu xa. Ba, nhưng ý nghĩ này của bọn hắn còn không có chuyển qua, chỉ thấy chân của Lăng Hàn đã rơi xuống, trực tiếp đạp Việt lôi thiên tôn tan nát. Ngoá, 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 đây chính là một vị thiên tôn A, thế mà bị người đạp bể đầu. Tất cả mọi người mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Bất quá, thiên tôn quá mạnh, dù thức hải vỡ vụn cũng không có chết, mà có một đạo linh hồn bay ra, hóa thành quang đoàn, có lôi quang phun trào, chiếu dọi lấy khuôn mặt của tuyệt lôi thiên tôn. Hắn hung tợn nhìn lăng hàn, tràn đầy oán độc. Đối với thiên tôn, nhục thân cực kỳ trọng yếu, bởi vì rút ra lực lượng thiên địa rèn luyện chính là thân thể, không có nhục thân duy trì, như vậy linh hồn chính là bèo không dễ, vô cùng suy yếu. Đương nhiên, hắn có thể cướp đoạt một bộ thân thể, cũng không phải là không thể lần nữa tu về thiên tôn vị, nhưng này khẳng định cần vô số thời gian. Ngươi dám, linh hồ thiên tôn nổi giận, lại dám ở trước mặt hắn hành hung, đây là to gan lớn mật cỡ nào, lại đặt hắn chỗ nào. Có cái gì không dám, Lăng Hàn tiếp tục xuất thủ, chộp tới tuyệt lôi thiên tôn, hắn đã nói muốn giết người, lại há có bỏ dở nửa chừng. Linh hồ thiên tôn tự nhiên không thể nhịn, lập tức giết ra, muốn cứu tuyệt lôi thiên tôn. Lăng Hàn hành hung một lần đã để hắn mất mặt, tại sao có thể thêm lần nữa. Oanh, hắn vỗ tới Lăng Hàn một trường, mang theo xu thế vô cùng hảo đáng. Lăng Hàn không sợ, một quyền ninh tiếp. Hai đại cường giả đối oanh một kích, lập tức nhấc lên sóng xung kích hủy thiên diệt địa. Bành bành bành, bốn phương tám hướng ai cũng bị đánh bay, mà cực kỳ xui xẻo thuộc về Tuyệt Lôi Thiên Tôn, nguyên bản hắn không sợ sóng xung kích của Nhị Bộ Thiên Tôn, nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại có linh hồn, vô cùng yếu ớt, cái này muốn mạng a. Hắn vội vàng rút ra lực lượng thiên địa, hình thành một đạo phòng ngự, điều động lực lượng thiên địa tự nhiên là không có vấn đề. Chương 3094, giết, bành, hắn cách quá gần bị làn sóng xung kích này chấn vỡ nát phòng ngự, dư lực phun trào, linh hồn của hắn cũng bị xé rách, khó chịu không cách nào hình dung, nếu không phải không có nhục thân, khẳng định sẽ liên tục thổ huyết. Ngươi, ngươi ngươi, linh hồ thiên tôn quá sợ hãi, hắn lui ra phía sau hơn trăm dặm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, tràn đầy sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện Lăng Hàn căn bản không có điều động lực lượng thiên địa. Cái này có ba khả năng, thứ nhất, hắn là nhất bộ thiên tôn diện khác vị, như vậy tự nhiên không có khả năng rút ra lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện này thứ hai đối phương là cố ý chỉ sử dụng lực lượng nhục thân khả năng thứ ba có thể tính hoàn là số không cái kia đối phương chỉ là chuẩn thiên tôn vậy dĩ nhiên không có khả năng điều động lực lượng thiên địa nhưng vô luận thế nào lực lượng của đối phương đều yếu hơn hắn làm sao có thể một kích cùng hắn liều ngang tay thậm chí càng hơn một chút cái này để người ta làm sao lý giải ngươi đến cùng là ai hắn hỏi nếu như vô tình vị diện có dạng biến thái này như vậy còn cần phải từng bước một xâm lấn sao hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc bang đúng lúc này thiên địa phản ứng cuồng bổ linh hồ thiên tôn mà lang hàn thì điềm nhiên như không có việc gì chuẩn chuẩn thiên tôn linh hồ thiên tôn há miệng giống như gặp quỷ hắn không phải là không có cân nhắc qua khả năng này nhưng cái này ở trong ý nghĩ của hắn là gần như số không ha ha đây không phải khôi hài sao chuẩn thiên tôn có thể địch nổi nhị bộ trong thiên hạ còn có sự tình càng không hợp thói thường như vậy sao? Nhưng thiên địa nhằm vào hắn lại không có đi quản lăng hàn, đây không phải chứng minh tốt nhất sao? Phía dưới, đám người cũng xôn xao, cái này để người ta làm sao tin tưởng. Tuyệt lôi thiên tôn càng không tin, nếu hắn bị một chuẩn thiên tôn đánh cho nhục thân phá diệt, đây không phải là muốn trở thành chuyện cười lớn nhất vạn cổ sao? Lăng hàn không đáp, hưu, thân hình khẽ động, tiếp tục đánh tới tuyệt lôi thiên tôn. Hắn muốn lập uy, dừng tay, Linh Hồ Thiên Tôn vội vàng bay tới, mặc kệ là vì mặt mũi của mình hay vì vị diện cân nhắc, đương nhiên không có khả năng để Lang Hàn giết một vị thiên tôn. Lang Hàn vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh, không nhìn Linh Hồ Thiên Tôn, chỉ oanh kích Tuyệt Lôi Thiên Tôn. Linh Hồ Thiên Tôn cản trở đủ kiểu, nhưng thực lực hắn vốn không mạnh hơn Lang Hàn, huống chi thủ lâu tất thua, coi như hắn đỡ được ngàn kích, một vạn kích của Lang Hàn, nhưng chỉ cần có một kích oanh chúng, như vậy Tuyệt Lôi Thiên Tôn tất nhiên sẽ treo. Cái này khiến Linh Hồ Thiên Tôn đánh quá oan uổng chưa từng có mệt mỏi như vậy, để hắn có loại cảm giác có lực không dùng ra được. Dù hắn không ngừng thi cứu, nhưng tuyệt lôi thiên tôn vẫn thụ trọng thương, linh hồn lại bị xé rách rất nhiều, không ngừng suy yếu. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa tuyệt lôi thiên tôn sẽ quải điệu. Không được, linh hồ thiên tôn xoay chuyển ánh mắt, để mắt tới bọn người lăng kiến tuyết, người có thể đi công kích kẻ yếu, vậy ta đương nhiên cũng được, mọi người đồng dạng đều sợ ném chuột vỡ bình được rồi. Hắn nhất niệm chuyển qua, lập tức đánh tới bọn người lăng kiến tuyết. Lăng Hàn hừ một tiếng, ngay cả ngươi cũng muốn chết sao? Thân hình hắn thay đổi, đuổi theo linh hồ thiên tôn, tay phải hất lên, hưu, một đạo hàn mang trào lên, vọt tới linh hồn của Tuyệt Lôi Thiên Tôn. Tuyệt Lôi Thiên Tôn đang nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới Lăng Hàn còn cho hắn một kích, dọa đến hắn vội vàng rút ra lực lượng thiên địa hộ thân. Lần này không có linh hồ thiên tôn thay hắn hóa giải, phải tự mình gánh. Phốc, lực lượng thiên địa hình thành hộ thuẫn ở trước mặt hàn mang này lại không hề có tác dụng, chỉ thấy một thanh kiếm đâm đến thiên tôn bảo khí tuyệt lôi thiên tôn thầm kêu lên, hắn mới lên cấp thiên tôn, còn không có luyện ra thiên tôn bảo khí của mình. Nếu không trước đó sớm đã dùng nhất niệm chưa xong, tiên ma kiếm đã đâm đến. linh hồn vốn vô cùng yếu ớt, làm sao chống đỡ được thiên tôn bảo khí sắc bén, lập tức bị một kiếm đâm xuyên. ở dưới lực phá hoại của thiên tôn bảo khí, linh hồn của tuyệt lôi thiên tôn lập tức chôn vùi. hắn phát ra một đạo thần thức ba động, trong nháy mắt liền truyền khắp vị diện. tuyệt lôi thiên tôn vẫn là không có thiên địa đồng bi, không có huyết vũ nhau nhau, thiên tôn không được thiên địa trưởng khống, bị thiên địa ghi hận, ghen ghét, tự nhiên không có dị tưởng xuất hiện. Hưu, Lăng Hàn đã truy gần, đấm ra một quyền, ngũ hành lôi thuật vận chuyển, đánh tới linh hồ thiên tôn. Linh hồ thiên tôn không thể không quản, nếu để cho Lăng Hàn dùng thiên tôn bảo thuật oanh một cái, vậy nói không chừng nhục thân của hắn cũng giống như tuyệt lôi thiên tôn, lập tức vỡ nát. Hắn trở lại, bành, một trường vỗ ra, đỡ được một quyền này dưới chân lăng hàn thay đổi, lập tức xuất hiện ở trước mặt lăng kiến tuyết, hách liên tầm tuyết, vung tay lên, thu bốn người vào tiên khách cư. Sau đó, hắn quay người, đối mặt linh hồ thiên tôn. Tất cả mọi người là thần hồn đều đoạt, nói không ra lời. Một kiếm diệt sát tuyệt lôi thiên tôn, lại bứt linh hồ thiên tôn lui, cứu bốn người lăng kiến tuyết, người này đã cường đại đến mức nào. Người tốt, người tốt, linh hồ thiên tôn nhìn chằm chằm lăng hàn, hắn thực sự phẫn nộ. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, đưa tay chiêu một cái, hưu, tiên ma kiếm tự động bay trở lại. Hắn nói, con người của ta kỳ thật rất dễ nói chuyện, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, ta là sẽ không giết người. Nếu có người muốn giết hắn, nói không chừng hắn chỉ cười nhạt một tiếng, tới đi, ta một quyền diệt sát, căn bản khinh thường đi giải quyết sớm. Nhưng nếu có người muốn động thân nhân bằng hữu của hắn, vậy hắn liền sẽ chủ động xuất kích, dùng thế lôi đình vạn quân bình định địch nhân tiềm ẩn này. Tỷ Như Tuyệt Lôi Thiên Tôn như hàng ngũ giang ba. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua những người này, trong mắt lưu chuyển lên sát khí, hắn muốn xử lý toàn bộ những người này. Người còn muốn hành hung, Linh Hồ Thiên Tôn xâm nhiên nói, ta muốn giết người, người ngăn được sao? Lăng Hàn vừa cười vừa nói, Linh Hồ Thiên Tôn im lặng, trước đó tuyệt lôi là nhất bộ Thiên Tôn A, nhưng vẫn bị Lăng Hàn giết. Vậy còn dư lại những người này ở trước mặt Lăng Hàn căn bản không có sức phản kháng, hắn làm sao bảo đảm? Người sẽ chết, hắn từng chữ từng chữ nói, Nói đến chữ chết, ngọc hồ lô trên đầu hắn đột nhiên rớt xuống, ông, lập tức có quang mang vô tận nở rộ, một cỗ khí thức siêu việt không gian, thời gian lưu chuyển, để cho người ta ngạt thở. chương 3095, thiên tôn lộn xộn đến. Hắn cũng tế ra thiên tôn bảo khí, đây là muốn làm thật. Ngọc hồ lô thăng nhập hư không, không ngừng phóng đại, hơn nữa phảng phất không có tận cùng, che khuất bầu trời. Lăng hàn tay cầm tiên ma kiếm, ngạo nghễ sừng sững, hắn không sợ hãi. Chấn, linh hồ thiên tôn chỉ vào lăng hàn ông ngọc hồ lô lập tức dâng trào ra ánh sáng vô tận hóa thành hải dương đánh về phía lăng hàn cho là ta sợ ngươi sao lăng hàn cười lạnh hắn cầm kiếm mà động giết về phía linh hồ thiên tôn tiên ma kiếm chém đi bổ ra những ánh sáng kia kiên quyết thẳng tới trước quả ngươi yêu nghiệt cỡ nào cuối cùng chỉ là chuẩn thiên tôn mà thôi linh hồ thiên tôn cười lạnh nói hai tay nhô ra chộp lực lượng thiên địa tới hóa thành một cây trường thương đâm về phía lăng hàn đinh 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 lang hàn vung kiếm các trường thương thành vô số mảnh vỡ hắn cường thế đột tiến tốc độ không chậm chút nào chiến lực của hắn hoàn toàn không kém gì đối phương làm sao có thể bị ngăn trở bất quá khi hắn tập đến chỗ gần linh hồ thiên tôn dẫn động bảo khí trong hồ lô dân trào ra một đạo hắc quang giống như thác trời cản trở lang hàn tiếp tục đi tới oanh 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 hai đại cường giả ngay cả thiên tôn bảo khí cũng tế ra tự nhiên là toàn lực ứng phó bọn hắn không ngừng đối oanh sau đó sắc mặt của linh hồ thiên tôn trở nên càng ngày càng khó coi bởi vì hắn phát hiện mình thế mà không địch lại lăng hàn tranh lệch không phải rất lớn nhưng thật sự là không địch lại hắn ngạc nhiên cái này thật sự là chuẩn thiên tôn sao vị diện này là đẳng cấp thấp nhị bộ thiên tôn không có khả năng lâu dài toàn lực xuất thủ nếu không sẽ bị thiên địa nhằm vào cái nhằm vào này thể hiện ở chỗ nào thiên kiếp chỉ là chút lòng thành mấu chốt là thiên địa sẽ ngăn cách thiên tôn rút ra lực lượng thiên địa rút không ra lực lượng thiên địa như vậy nhị bộ thiên tôn kỳ thật chỉ có thể coi là chuẩn thiên tôn ách nhị bộ chuẩn thiên tôn cho nên thiên tôn khẳng định là càng đánh thực lực càng yếu đương nhiên cái này ở vị diện cao cấp liền có thể giải quyết thiên địa có tính bao dung rất lớn một cái càng đánh càng yếu một cái khác lại có thể từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi kết quả còn phải nói sao linh hồ thiên tôn tự nghĩ muốn chiến thắng lăng hàn cái kia chỉ có dùng thực lực nghiền ép nhất cử đánh tan đối phương nếu không cũng chỉ có càng đánh càng thua thiệt thẳng đến không địch lại nhưng vấn đề là hắn đã là người mạnh nhất của vị diện này muốn áp chế lăng hàn cái kia chỉ có tam bộ thiên tôn mới có thể làm được vị diện cấp thấp có thể bồi dưỡng được tam bộ thiên tôn sao như vậy muốn chống lại lăng hàn còn có một biện pháp chính là dựa vào nhiều người ở trước khi thiên địa nhằm vào rừng tay nghỉ ngơi một chút đó cũng là có thể hiện tại chỉ một mình hắn đây chính là nói suông Linh hồ thiên tôn vội vàng phát ra tín hiệu xin giúp đỡ, một mình hắn thực sự ngăn không được Lăng Hàn. Tạm thời, hắn vẫn có thể trèo trống. Lăng Hàn cảm ứng được thần thức ba động của hắn, lại không thèm để ý, hắn lẻ loi một mình, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, hơn nữa lực lượng hoàn toàn đến từ bản thân, căn bản sẽ không có lo lắng như thiên tôn khác. Một trận chiến này, cũng là hắn cố ý, nếu không bằng miệng nói làm sao để người tin phục. Trước đó sở dĩ đám người An Đạp Vân sẽ nghe Lăng Hàn nói chuyện, còn không phải bởi vì chiến lực của hắn đủ mạnh, nếu không, một chuẩn thiên tôn cũng muốn bình đẳng trò chuyện với nhị bộ thiên tôn. Thật sự là nói giỡn, Lăng Hàn vứt bỏ linh hồ thiên tôn, thực lực của hắn còn chưa đủ xử lý đối phương, vậy thì bắt lấy bọn người giang ba. Linh hồ thiên tôn xuất thủ ngăn cản, nhưng căn bản không có cách nào. Tiên vương trước đó xuất thủ với Lăng Kiến Tuyết đều bị tàn sát, Lăng Hàn đại khai sát giới. Khi hắn giết không sai biệt lắm, rốt cục lại có thiên tôn khoan thai tới chậm có nhị bộ cũng có nhất bộ còn có mấy chuẩn thiên tôn hết thảy chín người nhìn thấy linh hồ thiên tôn đang cùng lăng hàn kịch chiến có hai tên nhị bộ thiên tôn lập tức thét dài gia nhập chiến đoàn cường giả của vũ tinh vị diện giết không tha nhưng bọn hắn ra tay liền lập tức chấn kinh bởi vì lực lượng của lăng hàn cường đại đến quá mức căn bản không giống như là nhị bộ thiên tôn của vị diện khác tới tên yêu nghiệt này chỉ là chuẩn thiên tôn nhưng chiến lực quá phi phàm linh hồ thiên tôn giải thích cái gì hai tên nhị bộ thiên tôn khác đều không thể nào tiếp thu được chuẩn thiên tôn có thể như bức như vậy nhưng bọn hắn nghĩ một hồi liền rõ bọn hắn đều bị thiên địa nhằm vào nhưng lăng hàn không có hơn nữa lăng hàn cũng không có điều động lực lượng thiên địa nếu nói là xem thường bọn hắn cố ý không cần cái này tựa hồ càng không thể nào bởi vì đây chính là một chuẩn thiên tôn vì cái gì chuẩn thiên tôn có thể cường đại như thế bọn hắn sau khi giật mình lại dâng lên tham lam vô tận nếu có thể bắt lăng hàn ép hỏi ra bí mật cường đại của đối phương như vậy bọn hắn không phải cũng có thể trở nên càng thêm lợi hại sao bắt lấy hắn linh hồ thiên tôn nói hiện tại tam đại thiên tôn cùng một chỗ vây công lăng hàn tự nhiên nắm chắc phần thắng tốt hai đại thiên tôn khác nhau nhau gật đầu mặc dù lăng hàn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nhưng còn không có vượt qua cực hạn của bọn hắn bốn người đại chiến vô cùng kịch liệt có tam đại thiên tôn liên thủ cái này có thể giải quyết vấn đề kiệt lực chỉ cần chiến đấu một hồi qua bên cạnh nghỉ ngơi liền có thể lẩn tránh vấn đề thiên địa nhằm vào lập tức sinh long hoạt hổ lang hàn nhíu mày tiếp tục như vậy muốn đánh đến năm nào tháng nào hắn tâm niệm khẽ động xoay người rời đi đừng trốn ba người linh hồ thiên tôn vội vàng truy lang hàn dẫn bọn hắn đi tới chỗ sâu trong chiến trường hai giới nơi này không thuộc về vô tinh vị diện cũng không thuộc về hứa đô vị diện mà có thể cho rằng là một thiên địa độc lập nếu như cơ duyên xảo hợp sẽ giống tiên vực cùng dị vực va chạm thực sự hình thành một tiểu thế giới có vị diện hạch tâm. Lại tới đây, Lăng Hàn liền không chạy, mà quay người ninh tiếp. Ba người linh hồ cũng không dám chủ quan, nơi này không phải hứa đô vị diện, có lực lượng thiên địa áp chế võ giả vị diện khác, lúc nào cũng có thể xuất hiện cường giả của vũ tinh vị diện, nếu rơi vào vây quanh, bọn hắn có khả năng bỏ mạng ở đây. chương 3096, chém nhị bộ. Lăng Hàn thét dài, tiên ma kiếm loạn chém, Bang bang bang, bọn hắn lần nữa kịch chiến, nhưng ba người linh hồ rất nhanh liền gặp vấn đề bọn hắn ở chỗ này rút không ra lực lượng thiên địa sở dĩ thiên tôn cường đại chính là có thể rút ra lực lượng thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng nhưng ở nơi này rút không ra lực lượng thiên địa như vậy thiên tôn so với chuẩn thiên tôn cũng chẳng mạnh đến đâu tất cả mọi người không thể rút ra lực lượng thiên địa ngược lại muốn xem xem ai mạnh hơn lang hàn cười ha ha cường thế phản kích hắn tu ra thiên địa hạch tâm cũng có thể coi như là vị diện hạch tâm của hắn lực lượng kéo dài không dứt thì sợ gì đánh lâu Ba người linh hồ thiên tôn biết ở chỗ này chiến đấu bất lợi cho mình, nhưng đỏ mắt bí mật cường đại của Lăng Hàn, làm sao cũng không cam chịu thối lui, vẫn không ngừng công kích. Nhưng theo lực lượng của bọn hắn không ngừng rơi xuống, ba người liền trở nên bực bội. Tiếp tục như vậy, đừng nói không cách nào dọn dẹp Lăng Hàn, thậm chí bọn hắn còn bị Lăng Hàn trái lại chân áp. Bọn hắn chờ mong kỳ tích phát sinh, Lăng Hàn lại đột nhiên lực lượng kịch ngã, bởi vì bọn hắn không tin có người có thể yêu nghiệt như thế, lực lượng làm sao cũng dùng mãi không hết nhưng mà kỳ tích không có phát sinh nhưng lực lượng của bọn hắn lại rất hiện thực rơi xuống rút lui tam đại thiên tôn không thể không lui nếu không sức chiến đấu của bọn họ liền rơi xuống nhị bộ đến lúc đó làm sao có thể là đối thủ của lăng hàn bây giờ muốn đi nào có dễ dàng như vậy lăng hàn hừ lạnh một tiếng nhanh chóng truy đuổi linh hồ thiên tôn làm càn tam đại thiên tôn đồng loạt ra tay phóng về phía lăng hàn lúc này lăng hàn cũng không thèm đếm xỉa vận chuyển bất diệt thiên kinh hoàn toàn không để ý tới hai đại thiên tôn khác, chỉ nhìn chằm chằm Linh Hồ Thiên Tôn tấn công, không cho đối phương có cơ hội trốn về Hứa Đô vị diện. Bang, 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 chiến lực của Nhị Bộ Thiên Tôn rất cuồng bạo, từng nhát đánh tung, lang Hàn chỉ cảm thấy ngực sôi trào, vô cùng khó chịu. Nhưng hắn vẫn không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm Linh Hồ Thiên Tôn oanh kích, nhất định phải lưu người này lại. Hắn muốn để Hứa Đô vị diện nghe mình nói chuyện, vậy thì nhất định trước lập uy, để người nơi này đều tỉnh táo lại nhị bộ thiên tôn là lựa chọn tốt huống chi linh hồ thiên tôn còn muốn xuất thủ với đám người lăng kiến tuyết nếu như thời gian quay ngược lại trước đó linh hồ thiên tôn còn ở trạng thái mạnh nhất muốn thoát thân tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng bởi vì lòng tham ba người bọn họ nhất định phải chiến đến lực lượng rơi xuống mới bằng lòng rút lui như vậy bị lăng hàn toàn lực oanh kích hắn còn chạy trốn được sao hắn sẽ chỉ càng ngày càng yếu làm sao có khả năng địch nổi lăng hàn hai nhị bộ thiên tôn khác cũng nổi điên ba thiên tôn đồng loạt ra tay, lại như cũng để lăng hàn cầm xuống hoặc giết chết một cái, như vậy về sau bọn hắn còn có mặt mũi gặp người sao. Bọn hắn oanh không ngừng, nhất định phải cứu linh hồ thiên tôn ra. Phốc, lăng hàn thổ huyết, mà đồng dạng, linh hồ thiên tôn cũng thổ huyết, tình huống của hắn đồng dạng không ổn. Tình huống hiện tại rất phi diệu, nếu như linh hồ thiên tôn có thể chống đỡ nhiều một hồi, như vậy hắn liền có thể kéo tới lúc lăng hàn bị oanh trọng thương, tự nhiên là hóa giải nguy cơ của bản thân, nhưng nếu Lăng Hàn chống đỡ lâu hơn, thế thì chết chính là hắn. Đương nhiên, có thể thành tựu thiên tôn, lại có cái nào không có đại nghị lực. Vô luận là Lăng Hàn hay Linh Hồ Thiên Tôn, hai người đều vô cùng ương ngạnh, dù tình huống lại nguy cấp bọn hắn cũng sẽ không mất đi đấu trí. Ở phương diện này, Linh Hồ Thiên Tôn tuyệt không thua Lăng Hàn. Nhưng vấn đề là, chiến lực của Linh Hồ Thiên Tôn đang không ngừng ngã xuống, còn Lăng Hàn lại không có. Cái này để ưu thế của Lăng Hàn chậm rãi nổi bật ra, một kiếm một kiếm chảm lên người linh hồ thiên tôn, làm cho đối phương rất nhanh tan vỡ. Dám xuất thủ với người bên cạnh ta, chết, lang hàn lạnh lùng nói, một kiếm xuống dưới, phốc, linh hồ thiên tôn bị hắn đâm xuyên qua đầu lâu. Không, hai nhị bộ thiên tôn khác đều kêu lên, bọn hắn ở trong chiến tranh vị diện vốn ở thế yếu, hiện tại lại bị xử lý một nhị bộ thiên tôn, tình huống tự nhiên sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Lăng Hàn hoàn toàn không để ý đến, thu thi thể của linh hồ thiên tôn vào không gian thần khí, sau đó xoay người rời đi hai đại thiên tôn khác chỉ đuổi mấy bước liền ngừng lại Lăng hàn dĩ nhiên bị trọng thương nhưng còn có sức đánh một trận còn bọn hắn nếu truy vào vô tinh vị diện cái kia chính là đang chịu chết bọn hắn thở dài lắc đầu trở về chết một nhị bộ thiên tôn chiến sự sẽ càng thêm căng thẳng lang hàn cũng không có lập tức trở về vô tinh vị diện mà ngay ở chỗ này dưỡng thương nếu không cũng không thể bảo đảm đám người dương trí hà sẽ không chờ mặt động thủ vẫn cẩn thận là hơn hắn bị thương rất nặng dù sao cũng là đối cứng lấy hai đại thiên tôn công kích xử lý linh hồ thiên tôn. Ta dù sao cũng là chuẩn thiên tôn, đây chính là cực hạn của ta. Lăng Hàn thầm nói, nhưng có thể ở dưới tam đại nhị bộ thiên tôn vây công, còn chém giết một người, dạng chiến tích này tuyệt đối là vạn cổ không có. Con đường này, ta cũng coi như cơ bản đi tới. Lăng Hàn vẫn rất hài lòng với mình, tiếp đó chỉ cần về viêm xương vị diệt, nắm giữ lực lượng đặc thù nơi đó, hắn liền sẽ xung kích thiên tôn vị. Bảy năm sau, hắn mới rốt cuộc hoàn toàn dưỡng tốt thương thế trở về vô tinh vị diện lăng đạo hữu chuyến này thuận lợi không an đạp phân tự mình ra đón lăng hàn cười một tiếng đưa người trong tiên khách cư ra nói tạm được gặp chút phiền toái nhỏ bất quá đã giải quyết a phiền toái gì an đạp phân hỏi lăng hàn đưa tay lắc một cái trên mặt đất lập tức nhiều hai cỗ thi thể khí thế đáng sợ trào lên hai huynh đệ an ra đang đứng ở sau lưng an đạp phân sắc mặt lập tức trắng bệch nhịn không được run rẩy còn tốt, An Đạp Vân đã phát ra khí thế bản thân, bảo vệ hai đứa con trai. An Bình Thiên, An Bình Hải đều kinh hãi, hai cô thi thể này là cường giả cấp bậc gì, vì sao chết rồi cũng có khí thế như vậy. Ánh mắt của An Đạp Vân quét qua, hắn trước thấy được tuyệt lôi thiên tôn, chỉ hơi kinh hãi, hắn biết đây là người mới lên cấp thiên tôn, nhưng nhìn thấy linh hồ thiên tôn, trong mắt của hắn liền trừng ra. Trường 3097, con cháu bị đánh một. Đây chính là đối thủ cũ của hắn, hai người giao thủ không biết bao nhiêu lần, thực lực tranh lệch không bao nhiêu. Nhưng nếu như hắn tiến vào hứa đô vị diệt, khẳng định là bị đối phương giết, trái lại cũng như thế. Nhưng lang hàn tiến vào hứa đô vị diệt, chẳng những không có treo, hơn nữa còn cường thế chấn sát hai tên thiên tôn, đây là kinh khủng bực nào. Lang huynh, ta thật sự là phục, hắn thở dài nói, hắn nguyên bản một mực gọi Lăng hàn là lang đạo hiếu, tự xưng bản tôn, mặc dù thừa nhận thực lực của Lăng hàn, lại vẫn là có kiêu ngạo của nhị bộ thiên tôn nhưng bây giờ linh hồ thiên tôn thực lực tương đương hắn cũng bị lăng hàn chém hắn còn có cái gì phải kiêu ngạo lăng hàn cười cười phụ mẫu của song phương đều trình diện không sai biệt lắm có thể chuẩn bị hôn sự a à. được an đạp Vân thống khoái đáp ứng hai đại thiên tôn thông gia cái này tự nhiên là đại sự nghe được tin tức chẳng những các tiên vương nhao nhao đến dự tiệc thiên tôn cũng không ngoại lệ nguyên bản nhị bộ thiên tôn còn tự trọng thân phận không muốn đích thân tới nhưng nghe nói chiến tích của lăng hàn ngay cả linh hồ thiên tôn cũng bị hắn giết, cái nào cũng ngồi không yên, nhao nhao đích thân đến. Hôn lễ tiến hành, mọi người tự nhiên vui vẻ ngôn hoan, lăng hàn thì cùng bọn người an đạp vân, dương trí hà, tứ giả thiên tôn đóng cửa nghị sự, suy tính lâu như vậy, tự nhiên muốn nghe một chút những người này trả lời thế nào. Nếu như lăng hàn không có chém giết linh hồ thiên tôn, như vậy người nơi này đều chỉ sẽ lắc đầu, đâu chịu từ bỏ đại sự trăm phương ngàn kế mười mấy kỷ nguyên. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều gật đầu đồng ý, Người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, Lăng Hàn có thể ở vị diện khác chém giết nhị bộ thiên tôn, phần thực lực này quá đáng sợ. Cho nên, không bằng theo Lăng Hàn đi viêm xương vị diện. Bọn hắn có thể ở vị diện cấp thấp tu đến cực hạt như vậy ở vị diện cao cấp không nói đạt tới thất bộ, nhưng tam bộ tứ bộ hẳn không có vấn đề. Thế là, tất cả mọi người giao lưu cực kỳ vui vẻ. Hôn lễ kết thúc, Lăng Hàn liền cùng đám người An Đạp Vân xuất phát, tiến về chiến trường hai giới. Bọn hắn nhiều thiên tôn như vậy giá lâm, tự nhiên để hứa đô vị diện bị dọa sợ, nguyên bản thiếu đi một vị nhị bộ thiên tôn, chỉ có thể dựa vào lực lượng vị diện tiến hành áp chế. Bất quá, thời điểm bọn hắn nghe được bọn người An Đạp Vân chủ động nói muốn hòa chiến, ai cũng giật nảy cả mình. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên chính là giả, quá giả, vị diện bọn hắn thật sự là trèo trống không được quá lâu, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại cái này đâu chỉ là đưa đại lễ. Vì cái gì, Lăng Hàn nói ra sự tình cuồng loạn, mời những thiên tôn này cùng hắn tiến về viêm xương vị diện. Hắn rất không khách khí, nói thẳng nếu như bọn hắn không tiếp thu, vậy thì sẽ cùng vô tinh vị diện liên thủ, san bằng hứa đô vị diện. Cái uy hiếp này quá có phân lược, dù sao linh hồ thiên tôn là bị lăng hàn sinh sinh chém dụng. Suy tính mấy ngày, hứa đô vị diện liền đồng ý đề nghị của lăng hàn. Lưỡng giới ngưng chiến, cùng đi viêm xương vị diện, lăng hàn dẫn đường, đám người xuất phát, tất cả mọi người mang theo người nhà. Viêm xương vị diện là vị diện siêu cấp, ở nơi đó kỳ ngộ vô tận, tự nhiên thích hợp bọn tiểu bối trưởng thành. Một đoàn người xuyên qua vị diện, bởi vì số lượng thiên tôn quá nhiều, tự nhiên đưa tới mỗi vị diện cảnh giác, mặc dù cường giả trong những vị diện trung cấp này phần lớn đều đi Viêm Xương vị diện, nhưng ai cũng lưu lại một hai cường giả đỉnh cao tỏa chấn. Lăng Hàn tiến lên nói chuyện, giải thích bọn hắn không có ác ý, chỉ muốn mượn đường tiến về Viêm Xương vị diện. Bọn hắn thuận lợi thông hành, xuyên qua vị diện này đến vị diện khác, Lăng Hàn còn lưu ý lạc ấn hắn khắc xuống xem có nữ hoàng đáp lại hay không. Nhưng mặc dù nữ hoàng cũng là thiên tài siêu cấp, nhưng so với hắn vẫn có khoảng cách, nhất là ở lĩnh ngộ lực lượng vị diện, bởi vì độ khó dùng cấp số nhân tăng lên, đồng dạng nắm giữ một đạo lực lượng vị diện, bọn hắn sử dụng thời gian có thể chênh lệch gấp trăm lần thậm chí vạn lần. Bởi vậy, từ viêm xương vị diện tính qua, ở trong vị diện thứ 99, Lăng Hàn rốt cục phát hiện thần thức lạc ấn của nữ hoàng, hắn tiến về vị diện Hạch Tâm, quả nhiên gặp nữ hoàng. Nữ hoàng đang chờ hắn nàng đã tu đến cực hạn của bản thân không cách nào lại dung nạp càng nhiều lực lượng vị diện hai người gặp mặt ai cũng kích động đến ôm hôn nhau một kỷ nguyên thực sự quá dài cố ý ngừng vài ngày lúc này lăng hàn mới cùng mọi người tụ hợp lần nữa lên đường chiến lực của nữ hoàng cũng cực kỳ cường đại hoàn toàn có thể chiến thắng bất kỳ một nhất bộ thiên tôn nào nhưng không cách nào so sánh với nhị bộ thiên tôn dù sao nàng nắm giữ lực lượng vị diện kém xa lăng hàn tiết tấp, cái này đã đủ kinh người rõ ràng chỉ là chuẩn thiên tôn, lại có thể vô địch trong nhất bộ. Đám người lần nữa xuất phát, qua mấy chục vạn năm, bọn hắn rốt cuộc đi tới viêm xương vị diện. Nơi tốt, vừa đến nơi này, chúng thiên tôn đều cảm khái, quy tắc của nơi này càng thêm tinh tế tỉ mỉ, ở chỗ này đạt tới tầng 9, tiến thêm một bước, trở thành chuẩn thiên tôn tỷ lệ sẽ cao hơn nhiều. Hơn nữa, cấp độ thiên địa nơi này là tối cao của nguyên thế giới, chỉ cần cơ duyên tốt, thiên phú tốt, bọn hắn đều có thể trở thành tam bộ, tư bộ thậm chí thất bộ thiên tôn, đương nhiên, đây chỉ là khả năng trên lý luận. Bọn hắn đều âm thầm may mắn quyết định của mình, tới đây là đúng. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới thiên hạ đệ nhất võ Việt, phần lớn thiên tôn đều muốn an bài hậu đại, truyền nhân ở trong võ Việt, bọn hắn mới có thể yên lòng đi ngoại vực chiến trường. Rất nhiều người kỳ thật không có tư cách tiến vào võ Việt, nhưng không có quan hệ, thiên tôn có thể mang bọn hắn xông qua cửa tuyệt trận, chỉ là về sau cũng đừng nghĩ tự mình đi ra dạng người này ở trong võ viện rất nhiều, tỷ như Trác Khải, ỷ có cha là chuẩn thiên tôn, ở trong võ viện cũng rất phách lối. Lập tức tới nhiều thiên tôn như vậy, trong võ viện lập tức náo nhiệt, cũng may hiện tại trong võ viện trấn giữ chính là một vị tam bộ thiên tôn, đủ để áp chế những thiên tôn này, ai lại dám làm loạn. Chương 3098, con cháu bị đánh thai. Nhưng Lăng Hàn không có mang bọn người Lăng Kiến Tuyết, Lăng Phi phàm tiến vào võ viện, mà để chính bọn hắn xông cửa việt trận, nếu không, tiến vào võ viện lại như thế nào làm cái nhị thế tổ sao hắn đối với nhi tử cùng cháu trai của mình đương nhiên cực kỳ an tâm tin tưởng bọn hắn nhất định có thể quá quan quả nhiên lăng kiến tuyết lăng phi phàm cũng không cô phụ kỳ vọng của hắn nhẹ nhõm xông qua cửa tuyệt trận ngay cả trần xương xương cũng miễn cưỡng quá quan nhưng an tú nhi lại tư chất không đủ chỉ có thể phụ thuộc vào lăng phi phàm chúng thiên tôn đến dậy sóng rất nhanh liền lắng xuống bọn hắn cũng không lâu lắm liền đi ngoại vực chiến trường đây là chức trách của bọn hắn Lăng Hàn không có đi, hắn cùng nữ hoàng đều muốn bắt đầu xung kích thiên tôn. Phu quân, người có biết hiện tại đại đa số người đều cho là ngươi chết rồi không? Nhu yêu nữ từ bên ngoài trở lại, cười nói với Lăng Hàn. Ta làm sao lại chết rồi? Lăng Hàn hỏi, ngươi hơn một kỷ nguyên đều không có chút tin tức nào truyền ra, tất cả mọi người nói ngươi xung kích thiên tôn vị thất bại, hóa thành cổ nhân. Nhu yêu nữ hé miệng cười nói, Lăng Hàn sướng sờ, mới nghĩ đến mình quả thật có một kỷ nguyên không thò đầu ra, Bị người hoài nghi hóa đạo cũng bình thường. Dùng hắn yêu nghiệt, hẳn là ở trong vài ức năm liền đạt đến tam bộ thậm chí tứ bộ thiên tôn, nhưng một kỳ nguyên không có tin tức truyền ra, đây không phải là vẫn lạc thì là cái gì? Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, hiện tại bọn người kỳ vô danh, Hỏa Phù Dung như thế nào, hẳn đã thành tiểu thiên tôn, chỉ không biết đạt đến độ cao như thế nào. Hắn đơn giản tìm hiểu một chút, phát hiện kỳ vô danh, Hỏa Phù Dung đã sớm rời võ viện, đi ngoài vực chiến trường, không chỉ bọn hắn, còn có dị Nghiêm Tiên Lộ, Thiên Kiêu đến từ Tiên vực vị diện đều đi, một kỳ nguyên, bọn hắn đều đã đạt đến tầng 9, ở trong chiến trường vực ngoại huyết chiến, tìm kiếm thời cơ đột phá. Về phần hiện tại bọn hắn như thế nào, Lăng Hàn không biết, dù sao ngoại vực chiến trường quá xa, thiên kiêu cũng quá nhiều, rất nhiều người dù chết vô số năm có lẽ cũng sẽ không ai biết. Về sau lại đi ngoại vực chiến trường là được, Lăng Hàn quyết định cùng nữ hoàng xuất phát, tìm kiếm hạch tâm của thế giới này, hoàn thành một bước cuối cùng của bọn hắn ở chuẩn thiên tôn nhưng hai người còn không có lên đường, đã thấy Trần Sương Sương tìm tới. Thế nào, Lăng Hàn hỏi, mặt mũi con dâu tràn đầy thần sắc lo lắng, giống như gặp phiền toái. Có phải kiến tuyết khi dễ ngươi hay không? Hắn cười nói, Trần Sương Sương lắc đầu, lại nhịn không được rơi xuống hai hàng nước mắt. Kiến tuyết cùng phi phàm đều bị người đả thương. Ừm, Lăng Hàn lập tức đứng dậy, được rồi, hắn còn ở nơi này, thế mà có người dám khi dễ con cùng cháu trai của hắn. Hắn trước không đi quản chuyện báo thù, Vội vàng cùng Trần Sương Sương đi tới chỗ ở của hai cha con, quả nhiên, hai người đều nằm, trên thân tất cả đều là tổn thương. Lăng Hàn trước quan sát một chút, phát hiện hai người chỉ thụ trọng thương, không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người này đều có đan dược hắn luyện chế, sau khi ăn vào, chẳng những tính mệnh không ngại, cũng sẽ không đối với ngày sau tiến cảnh có ảnh hưởng trái chiều. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới hỏi, đây là có chuyện gì? Chuyện là như thế này. Lăng phi phàm người này cá tính phi dương, không giống lăng kiến tuyết lão thành, bình tĩnh, hắn càng giống lăng hàn, bởi vậy, hắn phong mang tất lộ, dễ dàng gây chuyện. Nên hắn cũng bởi vì một chuyện nhỏ cùng một tiên vương tầng một khác đánh nhau, hai người đánh một trận, đối phương thua, kết quả người kia lại là tiểu đệ của một tiên vương tầng 9, trực tiếp nhờ cường giả này xuất thủ. Nguyên bản, tiên vương tầng một đánh nhau, làm sao lại dẫn xuất tầng 9 chứ? Cái nồi này lại đến phiên lăng hàn cõng, bởi vì tiên vương tầng 9 này gọi ngự vô địch ngự ra cùng lăng hàn có thể nói là lão oan gia cho nên ngự vô địch vừa nghe nói người này họ lăng không nói lời gì liền chạy ra hành hung lăng phi phàm một trận theo lý thuyết trong võ viện nghiêm cấm tiên vương cao giai xuất thủ với tiên vương cấp thấp trừ khi tranh lệch ở trong hai cảnh giới ngự vô địch dám làm như thế đó là bởi vì phụ thân của hắn ngự hư tiên vương hiện tại chẳng những thành thiên tôn hơn nữa còn bước vào nhị bộ ngự hư tiên vương ban đầu ở tiên vực thiếu chút nữa thành tiểu thiên tôn cần cũng chỉ là nhiều thời gian hơn hay là một điểm cơ duyên, đi vào viêm xương vị diện, hoàn cảnh tu luyện nơi này đủ tốt, lại thêm có một kỷ nguyên, tự nhiên để hắn bước ra nhất bộ. Hắn rất bất phàm, qua nhiều năm như thế lại thành công bước ra bước thứ hai. Lão tử thành tiểu thiên tôn, ngự vô địch đương nhiên có thể khoa trương, hắn không có thành tiểu tiên chủng hoàn mỹ, trên thực tế đây cũng chỉ là một âm mưu, hy vọng thành tựu thiên tôn vô cùng xa vời, liền ở chỗ này xưng vương xưng bá. Cũng bởi vì lăng phi phàm họ lăng, cho nên hắn liền đánh Lăng Phi phàm trọng thương, không có nguyên nhân khác, chính là khó chịu cái họ này, liền đánh đối người. Lăng Kiến Tuyết biết, liền đi tìm Ngự Vô Địch lý luận, kết quả lại đánh, hắn ngược lại không yếu hơn Ngự Vô Địch, ai bảo Ngự Vô Địch ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, có thật nhiều bằng hữu tầng 9, những người này đồng loạt ra tay, Lăng Kiến Tuyết tự nhiên không địch lại, đồng dạng bị đánh trọng thương. Sự tình chính là đơn giản như vậy, sắc mặt Lăng Hàn âm trầm, đều cho là hắn đã chết rồi sao? dám khi dễ con cùng cháu trai của hắn như thế cái này vẫn là ngự vô địch không biết thân phận của phụ tử lăng kiến tuyết nếu không nói không chừng hắn cũng không phải hạ nặng tay mà là hạ tử thủ a à, hắn một kỷ nguyên không có giết người tất cả mọi người quên hắn tồn tại đúng hay không tốt vậy hắn liền đến giết người lăng hàn nhìn trần sương sương nói chiếu cố tốt hai người bọn họ ta đi giết người trần sương sương không khỏi kích động xưa nay nàng không biết mình nghe được hai chữ giết người lại sẽ có loại xúc động rơi lệ. Đây chính là võ viện, quy củ xâm nghiêm, là thiên tôn định ra. Lăng Hàn lại là không chút do so dự muốn đi giết người, đây là một phụ thân phẫn nộ cùng yêu thương. Võ viện rất lớn, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói lại rất nhỏ, hắn từng bước đi tới, ngay cả nửa nén hương thời gian cũng chưa tới, cũng đã tới dưới ngọn núi của ngự vô địch. Trường 3099, tính sổ, nếu như Lăng Phi Phạm bị đánh, Phương diện võ viện kịp thời ra mặt, nghiêm trị ngữ vô địch, vậy chỉ cần công bằng xử lý, Lăng Hàn cũng không phải nhất định phải phá hư quy củ, nhưng cho tới bây giờ phương diện võ viện vẫn không có bất luận động tính gì, liền để Lăng Hàn vô cùng phẫn nộ. Phó viện đã mặc kệ, vậy cũng đừng trách hắn tự mình xuất thủ. Hắn từng bước một leo núi, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Ngươi là người phương nào? Trước động phủ có người trông coi, lập tức nhìn Lăng Hàn quát. Đây là một tiên vương tầng 3 tự nhiên không có khả năng thả ở trong mắt Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn không có thói quen lạm sát kẻ vô tội, nhân tiện nói. Kêu ngự vô địch ra, ta muốn tính toán với hắn. Lớn mật, tiên vương tầng 3 này lập tức trách mắng, Lăng Hàn lắc đầu, một trường vỗ ra, nhấn về phía trước. Một trường này của hắn nhẹ nhàng, giống như lực cúng gì cũng không có, bởi vậy tiên vương tầng 3 kia tự nhiên không sợ, đồng dạng một quyền nghinh đón Lăng Hàn. Bang, chỉ tiếp xúc một cái hắn liền bị đánh bay ra ngoài, Xương cốt cả người bị chấn vỡ nát, nhưng Lăng Hàn trung quy là thủ hạ Lưu Tình, cũng không có đánh chết hắn. Cỗ lực lượng này cũng không có như vậy dừng lại, lại oanh đến trên ngọn núi, oanh, trong tiếng nổ, động phủ của Ngự Vô Địch liền bị san bằng. Hưu, một bóng người bay ra, đứng ở trên bầu trời. Chính là Ngự Vô Địch, hắn tóc đen tung bay, trên mặt tràn đầy lửa giận, lại có người dám oanh kích động phủ của hắn, cũng quá to gan lớn mật đi. Ngươi là ai? Hắn nhìn Lăng Hàn quát, Lăng Hàn lắc đầu, không biết ta rồi ngự vô địch nhìn chằm chằm lăng hàn chỉ cảm thấy lăng hàn có chút quen mắt nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đến cùng là ai dù sao kỷ nguyên này lăng hàn đều khổ tu để ánh mắt khí chất của hắn đều có biến hóa rất lớn lại thêm ngự vô địch đã sớm coi lăng hàn chết rồi làm sao có thể sẽ nghĩ đến lăng hàn bất quá hắn cuối cùng có đại hận với lăng hàn nhìn nhiều mấy lần không khỏi thở hốc vì kinh ngạc cắn răng nói lăng hàn nhận ra rồi lăng hàn thản nhiên nói ngươi thế mà còn chưa chết ngự vô địch oán hận nói lúc trước hắn bị lăng hàn đánh bại không thể không sớm đột phá tiên vương mà đi tới thiên hạ đệ nhất phó viện lăng hàn càng sáng tạo ra từng thần thoại truyền thuyết để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng vốn cho rằng một kỷ nguyên này đối phương không ra đã chết ở trên đường xung kích thiên tôn không nghĩ tới lại xuất hiện lăng hàn gật đầu hôm nay hai người bị ngươi đả thương một cái là nhi tử ta một cái là cháu của ta cho nên ta là tới tính sổ sách Ngự vô địch đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh. Sớm biết, ta hẳn ra tay càng nặng một chút, hắn cực kỳ khoái ý, không thể ở trên thân lăng hàn chiếm được thượng phong, lại chút cho hậu đại của cứu nhân thu thập. Thoải mái, rất thoải mái, hắn nhìn lăng hàn, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện tại đánh cũng đánh, ngươi lại có thể làm gì? Giết ngươi, lăng hàn dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói, ha ha, đây là võ viện, ngươi dám ra tay. Ngự vô địch không hề sợ, lăng hàn không nói thêm gì nữa dưới chân khẽ động liền đi về phía ngự vô địch ngươi dám ngự vô địch xuất thủ oanh hắn nắm lên một đại đạo đánh về phía lăng hàn banh đại đạo nện ở trên thân lăng hàn lại ngay cả một điểm bọt nước cũng không có tóe lên lăng hàn đưa tay bắt lấy cổ của ngự vô địch thật giống như sách gà con sách hắn lên cực kỳ đơn giản ngự vô địch tứ chi loạn động cực lực dãy giụa trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi làm sao mình ở trước mặt lăng hàn không chịu nổi một kích như thế lúc trước ở trên tiên lộ hắn chỉ ít cũng có thể liều cái tám lạng nửa cân chỉ hơi rơi xuống hạ phong nhưng còn bây giờ thì sao hai người căn bản không phải một cấp độ ngươi không dám giết ta gương mặt của ngự vô địch đã kìm nén đến đỏ bừng nhưng hắn vẫn mạnh miệng bởi vì hắn biết đây là võ việt lăng hàn không dám hạ sát thủ tự nhiên không sợ mang ta đi tìm những người đồng loạt ra tay kia lăng hàn lạnh lùng nói ngự vô địch là chủ hung phải chết, nhưng mấy người khác đã thương con trai mình cũng đừng hòng tốt hơn, nhất định phải nghiêm trị. Nằm mơ, ngự vô địch trừng mắt nhìn Lăng Hàn, Lăng Hàn chỉ là tay nắm chặt lại, lực lượng đáng sợ trào lên, tạp tạp tạp, xương cốt của ngự vô địch lập tức phát ra rên rỉ. Ta, ta dẫn người đi, ngự vô địch thỏa hiệp, ngự vô địch đáp ứng mang Lăng Hàn đi tìm đồng bọn của hắn, cũng không chỉ bởi vì hắn chịu không được dạng tra tấn này, mà muốn để Lăng Hàn đi ra ngoài, để người khác nhìn thấy hình dạng của hắn, tự nhiên sẽ kinh động phương diện võ viện, phái người tới cứu hắn. Hắn tin tưởng, lang hàn nhất định là bước vào chuẩn thiên tôn, thậm chí mạnh hơn mới có thể một kích bắt hắn. Dựa vào, thiên tôn khi dễ người, võ viện khẳng định sẽ quản. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới dưới một ngọn núi, đây là chỗ ở của một tiểu đồng bọn của Ngự Vô Địch, người kia gọi Trình Phi Văn, tiên vương tầng 9, nhưng tổ tiên không có cường giả thiên tôn cấp. Cái tiểu tập thể này lấy Ngự Vô Địch cầm đầu, bởi vì chỉ có phụ thân hắn là thiên tôn hơn nữa còn là nhị bộ. Lăng Hàn lấy ra một khối tiên kim, trực tiếp luyện hóa thành xiềng xích, buộc ngự vô địch, sau đó kéo lên núi. Trên núi này cũng không chỉ có một cái động phủ, bởi vậy Lăng Hàn kéo ngự vô địch lên núi bị rất nhiều người nhìn thấy, bọn hắn ai cũng chấn kinh, đây chính là ngự vô địch A, đường đường tiên vương tầng 9, càng có một vị lão tử là nhị bộ thiên tôn, làm sao bị người xem giống như chó chết kéo đi. Mà mãnh nhân lôi kéo ngự vô địch kia là ai? Lúc trước người cùng Lăng Hàn ở võ viện, hiện tại cơ bản đã lên ngoại vực chiến trường, ít có người còn lưu tại, bởi vậy không ai nhận ra Lăng Hàn. Trong võ viện, lúc nào ra một yêu quái như thế? Ngự vô địch chỉ cảm thấy mất hết thể diện, bị người kéo xoay quanh như thế, về sau hắn còn diễu võ dương oai thế nào? Chỉ cần có người đề cập chuyện hôm nay, chỉ sợ hắn liền xám xịt đào tẩu A. Hắn cắn răng, hắn thề, hắn nhất định sẽ xin phụ thân xuất thủ, oanh sát lăng hàn thành cặn bã. A, à, hắn kêu thảm, thân thể ma sát mặt đất để da của hắn vỡ vụn máu chảy đầy đất